Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 237. Thấy Diệp Huyên và người đàn ông trẻ tuổi, Vân Kỳ sửng sốt, nàng ta nhìn người đàn ông, sao ngươi lại đến đây? Người đàn ông hành lễ, chủ thượng bảo ta đến đón tiểu thư về nhà. Vân Kỳ lắc đầu, tạm thời ta vẫn chưa muốn về. Người đàn ông trẻ tuổi lập tức cười khổ, tiểu thư, đây là lệnh của chủ thượng. Vân Kỳ đáp, ta không muốn về. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi xong chuyện của mình chưa? Diệp Huyên gật đầu, đã xong. Vân Kỳ đáp, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Huyên cười nói, được. Hai người bèn muốn rời đi, lúc này, người đàn ông kia chợt nói, tiểu thư, trước khi thuộc hạ đến, chủ thượng có căn dặn là người phải trở về. Vân Kỳ nhìn về phía hắn ta, ông ấy có nói phải trở về lúc nào không? Người đàn ông trẻ tuổi sửng sốt. Vân Kỳ cười nói, không nói đúng không? Nếu chưa nói thì lúc nào trở về do ta quyết định. Người đàn ông nhất thời hơi khó xử, tiểu thư, thuộc hạ. Vân Kỳ nói, là ta tạm thời chưa muốn về, ngươi cứ về nói với ông ấy sẽ không phạt ngươi đâu. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người lập tức bay lên cao. Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi khá khó coi, hắn ta cũng không nghĩ nhiều mà vội vàng đuổi theo. Trong tinh không, Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, người nhà cô muốn cô về sao? Vân Kỳ gật đầu, chắc là có chuyện gì đó, nếu không họ sẽ không bảo ta về đâu. Diệp Huyên hơi tò mò, hình như cô không muốn về cho lắm. Vân Kỳ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Vân Kỳ giải thích. Họ muốn ta trở về thừa kế gia sản, ta không thích bị trói buộc, cho nên ta bảo họ đưa gia tộc cho người khác, nhưng họ cứ muốn chọn ta. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu, ta thấy rất đau đầu. Diệp Huyên cười nói, thừa kế gia sản, không phải cô sẽ có rất nhiều tiền à? Vân Kỳ khẽ thở dài, cuộc đời như thế còn có ý nghĩa gì nữa? Ý nghĩa của cuộc sống chính là phấn đấu. Hơn nữa thừa kế gia sản, ta lại không thể làm chuyện ta thích. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi thì sao? Diệp Huyên cười hỏi, ta gì cơ? Vân Kỳ hỏi, ngươi có gia sản để thừa kế không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, hình như cũng có. Nhưng phụ thân của ta không quan tâm ta, ông ấy thích nuôi thả. Vân Kỳ cười nói, nuôi thả tốt mà, tự do tự tại. Diệp Huyên khẽ thở dài, đó là vì cô chưa từng bị hành hạ. Trước kia hôm nào ta cũng bị hành hạ, rất thê thảm. Vân Kỳ đang định đáp lời thì người đàn ông trẻ tuổi kia xuất hiện ở sau lưng hai người. Thấy hắn ta, Vân Kỳ nhíu mày, người vẫn chưa chịu về à? Người đàn ông hơi do dự, sau đó nói, ta đi theo tiểu thư. Vân Kỳ lắc đầu, người không cần đi theo ta. Người đàn ông trầm giọng nói, tiểu thư, vương tộc xuất hiện rồi. Vương tộc. Nghe vậy. Vân Kỳ cau mày, vương tộc. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu. Vân Kỳ im lặng một lát rồi nói, ta xử lý xong chuyện trước mắt sẽ quay về. Người đàn ông lại gật đầu. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, vương tộc. Vân Kỳ giải thích, đó là một chủng tộc rất thần bí. Nghe đồn tổ tiên của bọn họ năm đó khá thân thiết với chủ nhân Bút Đại Đạo, là kiểu hoàng thân quốc thích. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Huyên hỏi, nghe giọng điệu của cô thì hình như vương tộc này rất nguy hiểm. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, không phải nguy hiểm bình thường, mà là cực kỳ nguy hiểm. Không biết năm đó tổ tiên của bọn họ đã làm gì mà được chủ nhân Bút Đại Đạo ban cho xá lệnh đại đạo, có lệnh bài này, thiên đạo của bất cứ thế giới nào cũng không được ra tay với bọn họ, có thể nói, bọn họ là những người ngoài vòng pháp luật. Đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất là lệnh bài này còn có thể ra lệnh cho thiên đạo. Ngay cả đạo thần của đạo giới năm đó cũng từng phải nghe lệnh bọn họ. Hơn nữa, nghe nói trong vương tộc này còn có người từng cưới thiên đạo. Nói đến đây, nàng ta bật cười, lợi hại không? Diệp Huyên im lặng. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, không lợi hại sao? Diệp Huyên cười đáp, lợi hại. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, vương tộc còn đáng sợ hơn những gì ta nói nhiều, chủng tộc này thành lập trật tự của riêng mình ở chư thiên vạn giới. Đương nhiên, bọn họ là thành lập trật tự bên trong trật tự của chủ nhân Bút Đại Đạo,
Nhưng, nghe đồn, trật tự mà tổ tiên bọn họ thành lập trước đây là ngoại trật tự, còn được chủ nhân bút đại đạo cho phép. Đáng sợ không? Diệp Huyên vẫn im lặng. Vân Kỳ dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sao ta nói nhiều như thế mà ngươi vẫn không sợ vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất lợi hại ư? Hả? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, cô muốn thấy ta khiếp sợ à? Vân Kỳ nghiêm túc nói, người bình thường nghe thấy đều sẽ rất khiếp sợ, không phải sao? Diệp Huyên im lặng. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, đợi câu trả lời của hắn. Diệp Huyên khẽ thở dài, cô muốn biết à? Vân Kỳ gật đầu. Diệp Huyên vẫy tay, ta chỉ nói cho một mình cô nghe thôi. Vân Kỳ thoáng sửng sốt, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cúi người nói bên tai nàng ta, ta không sợ. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên cười đáp, chỉ cần biết thế là được. Vân Kỳ. Người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh thấy Diệp Huyên và Vân Kỳ thân thiết như thế thì lập tức xa sầm mặt. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, người rất thần bí. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, chúng ta đừng quan tâm đến bọn họ. Bây giờ hắn chỉ có hứng thú với tu luyện và mở thư viện. Sau này hắn cũng định mở thư viện ở tam giới này. Có điều bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ tam giới, vì thế, hắn muốn ở lại đây một khoảng thời gian. Vân Kỳ gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyên tiếp tục đi về phía xa. Lúc này, Mục Thiên Đạo cất lời, ta biết vương tộc này. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Mục Thiên Đạo nói tiếp, vương tộc này thật sự không đơn giản, mà cô nương này nói cũng không sai. Xá lệnh đại đạo kia thật sự có thể ra lệnh cho đạo giới, đương nhiên nàng ta không biết rằng xá lệnh kia chẳng những có thể ra lệnh cho đạo giới, mà gần như có thể ra lệnh cho cả đạo môn, nhưng cũng có giới hạn số lần. Giới hạn số lần. Diệp Huyên nói, tổ tiên của bọn họ có quan hệ với chủ nhân của các cô à? Mục Thiên Đạo đáp, đúng thế, nhưng ta không biết cụ thể là quan hệ gì, có điều chắc là rất thân thiết. Diệp Huyên gật đầu. Mục Thiên Đạo lại nói, nếu gặp phải gia tộc này, người vẫn nên cẩn thận. Gia tộc này đúng là không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu, được. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, hình như ngươi không sợ vương tộc này chút nào, chẳng những thế, ta cảm thấy ngay cả chủ nhân mà ngươi cũng không sợ. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Mục Thiên Đạo khẽ thở dài, nói thật, ta cũng rất tò mò về ngươi. Diệp Huyên cười ha ha, tò mò cái gì? Mục Thiên Đạo im lặng. Lúc này, Vân Kỳ ở bên cạnh chợt lên tiếng, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Vân Kỳ, chúng ta phải đi đâu? Vân Kỳ đáp, chợ đen. Diệp Huyên chớp mắt, chợ đen. Vân Kỳ gật đầu, đúng thế, nơi đó là chợ đen của tam giới, có rất nhiều bảo vật. Diệp Huyên gật đầu, vậy có thể đi mở mang tầm mắt. Như cảm nhận được điều gì, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi, sau đó cười nói, vị huynh đài này, vì sao ngươi luôn có thái độ thù địch với ta thế? Nghe vậy, Vân Kỳ cũng quay đầu nhìn hắn ta, đương nhiên nàng ta cũng nhìn ra sự thù địch của hắn ta với Diệp Huyên. Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh đáp, không có. Diệp Huyên cười nói, ta và tiểu thư của ngươi chỉ là bạn thôi. Đương nhiên dù không phải bạn, ta cũng không cần thiết phải giải thích gì với ngươi. Có điều ta vẫn phải nói với ngươi một lần, vì ta là một người có học, ta không giống với phụ thân ta. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, hơi đề phòng nhìn về phía chân trời, thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Vân Kỳ nhìn người đàn ông, Phù Kỳ, Diệp công tử là bạn ta. Ngươi hiểu rồi chứ? Phù Kỳ cúi đầu, hiểu. Vân Kỳ nói, ngươi ở lại đây, không cần đi theo chúng ta. Sau đó, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên biến mất ở phía xa. Phù Kỳ đứng tại chỗ nhìn theo hướng hai người biến mất, không biết đang nghĩ gì. Khoảng nửa canh giờ sau, Vân Kỳ dẫn Diệp Huyên đi tới một đại lục, hai người đi một lát thì đến trước một tòa thành cổ, Diệp Huyên nhìn lên không trung trên cổng thành. Nơi đó có hai chữ to, chợ đen. Vân Kỳ nói, nơi này rất thần kỳ, có thể mua được rất nhiều thứ. Lúc mô phỏng một vài thần khí, ta cũng tới nơi này để mua đồ. Lát nữa người cũng có thể đi tìm xem, có lẽ có thể tìm được bảo bối.
Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người đi tới cổng thành, trước cổng có một ông lão đang ngồi, Vân Kỳ mở lòng bàn tay ra, 10 viên đạo tinh bay đến trước mặt ông lão. Ông lão gật đầu, vào đi. Vân Kỳ dẫn Diệp Huyên đi vào thành, sau khi vào trong, Diệp Huyên phát hiện bên trong có rất nhiều cửa tiệm, lúc này tuy là ban đêm, nhưng cả tòa thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, náo nhiệt quá. Vân Kỳ cười đáp, đúng thế. Vân Kỳ dẫn Diệp Huyên đi tới một cửa tiệm, Diệp Huyên phát hiện đây là một nơi bán báu vật. Hắn nhìn thấy quả cổ thánh trong cửa tiệm. Thứ lúc trước hắn cần khi tu luyện cổ chiến thể. Mà hắn lại gặp được hàng trăm quả ở nơi này. Hàng trăm quả, chẳng khác nào cải trắng. Thấy thế, Diệp Huyên nhất thời cạn lời. Trong cửa tiệm có một cô gái thanh tú đang ngồi, thấy hai người đi vào, nàng ta đứng dậy bước tới, cười nói, hai vị có thể xem thoải mái. Vân Kỳ gật đầu, nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía một bó linh chi. Cô gái thanh tú cười nói, cô nương đúng là có mắt nhìn. Thứ này là thiên linh chi, nếu dùng nó có thể lập tức tăng lên ít nhất 500 năm tu vi. Còn nếu luyện chế đan dược thì càng cực phẩm hơn. Vân Kỳ cẩn thận quan sát thiên linh chi này, sau đó hỏi, bao nhiêu tiền? Cô gái thanh tú cười đáp, 300.000 đạo tinh. 300.000. Vân Kỳ lắc đầu, 30.000 thôi. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mẹ kiếp! Chém giá như thế à? Cô gái thanh tú lập tức cười khổ, cô nương, cô mặc cả như thế thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Vân Kỳ gật đầu, sau đó kéo Diệp Huyên xoay người rời đi. Lúc này, cô gái thanh tú kia đột nhiên nói, đồng ý. Diệp Huyên! Vân Kỳ gật đầu, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho cô gái thanh tú, cô gái vội vàng nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó đưa linh chi cho Vân Kỳ. Sau khi Vân Kỳ cầm lấy linh chi, cô gái thanh tú kia cười hỏi, cô nương, cô còn cần gì không? Cô có thể đi xem thử. Vân Kỳ hỏi, bảo vật trấn tiệm là gì? Nghe vậy, cô gái thanh tú cười nói, cô nương thật là người chuyên nghiệp. Nói xong, nàng ta xoay người lấy một cái hộp trông có vẻ lâu đời ra, nàng ta mở hộp, bên trong là một loại quả màu tím, quả này trong suốt, trên người lóe lên lưu quang nhàn nhạt, vừa xuất hiện. Trong cửa hiệu đã tràn ngập mùi thơm trái cây thoang thoảng, thấm vào lòng người. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, đây là... Vân Kỳ đáp, quả bình, sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ, có phải cô nghĩ ta chưa từng ăn quả táo sao không? Khi còn bé dù ta nghèo nhưng cũng từng ăn táo rồi đấy. Sao quả bình và quả táo đồng âm trong tiếng Trung? Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, bình trong bình hành. Diệp Huyên im lặng. Một loại quả trông lợi hại như thế lại có cái tên này. Ai đặt vậy? Cô gái thanh tú ở bên cạnh cười nói, cô nương quả nhiên là người chuyên nghiệp. Còn biết cả một loại quả quý hiếm thế này. Khâm phục. Vân Kỳ nói, bên trong loại quả này chứa đựng năng lượng vô cùng tinh thuần, mà năng lượng này có tác dụng chữa trị. Nếu sử dụng trực tiếp, dù bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần chưa chết thì đều có thể khỏe lại hoàn toàn trong nháy mắt. Chẳng những thế, vì năng lượng của nó quá tinh thuần. Cho nên trong 3 ngày sau, nó vẫn có thể tiếp tục điều trị cho người sử dụng. Ăn một quả cũng tương đương với đánh không chết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu ngươi ăn một quả, kết hợp với thân thể của ngươi, trong vòng 3 ngày, 30 cường giả thiên vị cảnh cũng không thể giết được ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái thanh tú, cho ta 100 quả này. Nét mặt cô gái thanh tú cứng đờ. Vân Kỳ ở bên cạnh lắc đầu, bọn họ không có nhiều thế đâu. Cô gái thanh tú vội nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ có một quả thôi. Diệp Huyên lập tức tỏ vẻ thất vọng. Nếu có 100 quả thì hắn còn cần sợ ai nữa? Thậm chí còn có thể đấu một trận với phụ thân luôn. Người đàn ông áo xanh, Vân Kỳ nhìn cô gái thanh tú, bán không? Cô gái lắc đầu cười khẽ, đây là bảo vật trấn tiệm, không bán. Dứt lời. Nàng ta cất hộp đi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Vân Kỳ chợt nói, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Vân Kỳ, không nói gì nhiều mà xoay người đi theo nàng ta. Lúc này, cô gái thanh tú kia lại nói, nếu hai vị muốn mua thì cũng có thể thương lượng.
Vân Kỳ dừng bước, nàng ta xoay người nhìn về phía cô gái cười nói, 600.000 đạo tinh, không mặc cả. 600.000 đạo tinh. Diệp Huyên sửng sốt. Rẻ vậy sao? Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên lắc đầu, cô vẫn nên tiếp tục để nó làm bảo vật trấn tiệm đi. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên rời đi. Cô gái thanh tú cười khổ, cô nương, cô là một người biết nhìn hàng, cô ra một cái giá đúng đi. Vân Kỳ nói, 300.000 đạo tinh. 300.000. Thẳng thừng giảm xuống một nửa. Diệp Huyên không khỏi nhìn Vân Kỳ, người này đúng là ghê gớm. Cô gái thanh tú cười khổ, cô nương, cô mặc cả cũng ghê quá. Vân Kỳ nhìn nàng ta, nói thẳng đi, được hay là không? Cô gái thanh tú băn khoăn một lát rồi cắn răng nói, bán. Dứt lời, nàng ta vội vàng đậy hộp lại, sau đó đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt cô gái thanh tú. Diệp Huyên nhận lấy cái hộp rồi nói, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu. Lúc hai người vừa bước ra ngoài, Diệp Huyên đột nhiên phát hiện cô gái thanh tú lại lấy ra một cái hộp đặt trước mặt mình, mà bên trong cái hộp cũng là quả bình. Thấy cảnh này, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Vân Kỳ lại nói, đi thôi. Sau đó, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường đi, Vân Kỳ nói, đừng ngạc nhiên. Rất bình thường, mấy người buôn bán này rất tinh danh, bảo vật trấn điếm này chỉ là một cái danh mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía cửa hiệu kia, sau đó nói, nơi này nhiều thần vật như thế mà không sợ bị cướp sao? Vân Kỳ cười hỏi, người biết nơi này do ai mở ra không? Diệp Huyên lắc đầu. Vân Kỳ chớp mắt, đạo thần. Đạo thần. Diệp Huyên sửng sốt. Vân Kỳ cười hỏi, bất ngờ lắm đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là rất bất ngờ. Vân Kỳ lắc đầu cười khẽ, người của đạo môn rất biết kiếm tiền. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế thật. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngay sau đó, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi vào trong một cửa tiệm. Sau khi đi vào, Vân Kỳ đi thẳng tới một cái tủ, nàng ta nhìn về phía trước, trước mặt nàng ta là một miếng pha lê to bằng bàn tay. Sau quầy là một ông lão. Ông lão nói, 2.000.000 đạo tinh. Vân Kỳ đang muốn đáp lời thì Diệp Huyên đột nhiên nói, 100.000 đạo tinh. Nghe vậy, ông lão chợt nổi giận, đập bàn một cái, mẹ kiếp. Có phải ngươi đến gây chuyện không hả? Diệp Huyên sửng sốt. Vân Kỳ quay đầu nhìn Diệp Huyên, thứ này thật sự có giá 2.000.000 đạo tinh. Diệp Huyên, đáng giá 2.000.000. Nghe lời Vân Kỳ nói. Diệp Huyên lập tức có hứng thú, hắn nhìn viên thủy tinh đó, đây là gì? Vân Kỳ đáp, đây là huyền thủy tinh, là vật liệu cứng nhất được biết hiện giờ. Bắt nguồn từ tinh vực cực hàn, một mảnh này ít nhất cũng phải 100.000.000 năm mới ngưng kết ra được đấy. Diệp Huyên nói, tinh vực cực hàn là nơi nào? Vân Kỳ mỉm cười trả lời, một thế giới vô cùng lạnh, ở đó có một mỹ nữ siêu đẹp, hàn đế, vô cùng xinh đẹp. Diệp Huyên hỏi theo bản năng, có đẹp bằng cô không? Vân Kỳ sửng sốt, ta đẹp ư? Diệp Huyên gật đầu. Không phải hắn nói dối, phải công nhận rằng Vân Kỳ thật sự rất đẹp. Thấy Diệp Huyên gật đầu, Vân Kỳ khẽ cười, trông ngươi cũng được. Lúc này ông lão ở bên đột nhiên nói, hai người tới mua đồ hay là để tán tỉnh nhau đấy? Vân Kỳ nhìn ông ta, 2.000.000. Ông lão hờ hững nói, thiếu một viên đạo tinh cũng không bán. Vân Kỳ hỏi, có thể giảm giá chút không? Ông lão nói, tiểu cô nương, đây là huyền thủy tinh, vật cứng nhất thiên hạ hiện nay, không mua là sẽ hối tiếc đấy. Diệp Huyên bỗng nói, ông chủ, ông nói khoác. Ông lão nhìn Diệp Huyên bảo, ông nói thứ này là vật cứng nhất thiên hạ hả? Ông lão nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên lắc đầu, ta đã từng thấy thứ còn cứng hơn thứ này rồi. Ông lão cười khẩy, tiểu tử, làm người đừng có bốc phét quá đà. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta thật sự đã từng thấy thứ cứng hơn thứ này rồi. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu ngươi có thể lấy ra được thứ cứng hơn thú này thì lão phu sẽ tặng miễn phí khối huyền thủy tinh này cho ngươi. Diệp Huyên lấy kiếm thanh huyên ra, sau đó chém một nhát lên huyền thủy tinh.
Rắc. Huyền thủy tinh lập tức nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, ông lão sửng sốt. Diệp Huyên nhìn ông lão, lời ông nói có được tính không? Nghe vậy, sắc mặt ông lão lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ông ta nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, ngươi, kiếm của ngươi. Diệp Huyên đưa tay ra. Ông lão im lặng. Diệp Huyên cười nói, không phải ông định đánh bài chuồn đấy chứ? Ông lão bảo, các hạ thật âm hiểm, ta nhận thua. Nói xong ông ta xòe tay, huyền thủy tinh bay tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên cười bảo, ta mua thứ này. Vừa nói hắn vừa khẽ động ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt ông lão. Trong nhẫn chứa đồ vừa đủ 2 triệu viên đạo tinh. Ông lão thẳng thốt, ngươi. Diệp Huyên cười bảo, ta không có ý bắt chẹt ông, ta chỉ muốn nói cho ông biết huyền thủy tinh này không phải thứ cứng nhất trên đời thôi. Nói xong hắn nhìn Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ gật đầu. Hai người rời đi. Ông lão nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, trầm mặc hồi lâu, nhìn theo hướng Diệp Huyên và Vân Kỳ rời đi rồi lẩm bẩm, thanh kiếm đó thật đáng sợ. Sau khi ra ngoài, Vân Kỳ hỏi, người mua thứ đó làm gì? Diệp Huyên đáp, thứ này có thể chế tạo chiến giáp. Vân Kỳ bảo, đúng thế. Nhưng nếu ngươi cần chế tạo chiến giáp thì một mảnh là quá ít. Ngươi phải mua vài mảnh, nhưng thứ này thực sự quá khó mua. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì lúc này một bóng người ở phía xa đột nhiên bay lên trời. Vân Kỳ và Diệp Huyên nhìn theo bóng người trên bầu trời, lúc này một tia sét đột nhiên xoẹt qua bầu trời. Vụt! Bóng người ấy lập tức bị tia sét đánh trúng. Xóa sổ! Vân Kỳ lắc đầu. Luôn có người muốn thách thức quy tắc của nơi này. Diệp Huyên nói, cướp à? Vân Kỳ gật đầu, đúng. Khi nói, Vân Kỳ đưa Diệp Huyên vào một cửa hàng lớn hơn, vừa vào cửa hàng đã có một ông lão mặc áo đen ra chào đón, thì ra là Vân Kỳ cô nương. Vân Kỳ khẽ gật đầu, thứ ta bảo ông chuẩn bị đã có chưa? Ông lão vội đáp, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Nói xong ông ta nhanh chóng lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Vân Kỳ. Vân Kỳ nhìn nhẫn chứa đồ, một lúc sau khẽ gật đầu, lấy một chiếc nhẫn chứa đồ khác ra đưa cho ông lão. Ông lão nhìn đạo tinh trong nhẫn chứa đồ thì nhận lấy, Vân Kỳ cô nương có còn cần gì nữa không? Vân Kỳ nhìn quanh, sau đó lắc đầu, tạm thời thì không. Ông lão cười, được, nếu cô nương còn nhu cầu gì thì cứ nói cho ta biết. Vân Kỳ gật đầu, nhìn sang Diệp Huyên, đi thôi. Hai người quay người rời đi. Vân Kỳ dẫn Diệp Huyên tiếp tục đi về phía cuối con phố. Vân Kỳ bỗng khẽ thở dài, lại nghèo rồi. Diệp Huyên cười, cô mua những gì vậy? Vân Kỳ nói, một vài vật liệu đặc biệt có thể mô phỏng thần vật. Diệp Huyên nói, cô có thể chế tạo một chiếc chiến giáp giúp ta được không? Lúc này hắn mới nhớ Vân Kỳ là một thợ rèn. Vân Kỳ lắc đầu, thân thể của ngươi quá mạnh, không cần phải chế tạo chiến giáp nữa đâu. Hơn nữa một mảnh huyền thủy tinh không thể chế tạo ra chiến giáp siêu cấp được, ít nhất phải hơn 100 mảnh. 100 mảnh. Nói rồi nàng ta lại lắc đầu, người không mua được ở ngoài, trừ khi đến tinh vực cực hàn cướp của hàn đế. Diệp Huyên lắc đầu cười, thôi được rồi. Vân Kỳ nói, ta dẫn người đi xem cửa hàng lớn nhất ở đây. Diệp Huyên cười, lớn nhất. Vân Kỳ gật đầu, đúng thế. Bảo vật ở đó mới thật sự là bảo vật. Vừa nói nàng ta vừa nhìn Diệp Huyên, bảo vật ở đây rẻ nhất cũng phải 10 triệu đạo tinh, hơn nữa còn không cho mặc cả. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức có hứng thú. Tiền. Bây giờ hắn đang nhiều tiền không biết phải tiêu vào đâu đây. Một lúc sau, Vân Kỳ đưa Diệp Huyên đến một cửa hàng cực kỳ sang trọng, là cửa hàng lớn nhất và sang trọng trong khu vực này. Đạo hội. Đây là tên của cửa hàng. Vân Kỳ dẫn Diệp Huyên đi vào trong cửa hàng, vừa đi vào một cô gái mặc đồ trắng rất xinh đẹp đã đi ra chào đón, mỉm cười với Diệp Huyên và Vân Kỳ, hai vị cần gì? Vân Kỳ nói, để chúng ta tự đi xem. Cô gái áo trắng cười đáp, vâng. Nói xong nàng ta lui sang một bên. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, nơi này phân thành rất nhiều loại, có thần vật, có thiên tài địa bảo, cũng có cả đan dược, còn có phù văn nữa, ngoài ra còn có cả tâm pháp. Thần thông, võ kỹ tóm lại là rất toàn diện. Diệp Huyên gật đầu,
vậy thì xem thần vật trước đi. Vân Kỳ gật đầu, dẫn Diệp Huyên đi về một hướng. Diệp Huyên nhìn xung quanh, không thể không nói, cửa hàng này thật sự rất lớn, tổng cộng có 6 tầng. Vân Kỳ dẫn Diệp Huyên lên tầng 2, cô gái áo trắng kia cũng theo sau, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì Vân Kỳ nói muốn tự xem nên nàng ta không tới làm phiền. Một số khách hàng chỉ thích tự xem. Khi vào tầng 2, Diệp Huyên phát hiện trong này có gần trăm chùm sáng, trong mỗi chùm sáng đều đặt một cái hộp. Thần vật. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô gái áo trắng, thần vật tốt nhất ở đây là gì? Nghe vậy cô gái áo trắng vội vàng tiến lên, cười đáp công tử đi theo ta đi. Nói rồi nàng ta dẫn hai người phía Diệp Huyên tới trước chùm sáng chính giữa căn phòng, Diệp Huyên phát hiện đây là một chùm sáng màu tím. Cô gái áo trắng chỉ vào bên trong chiếc hộp, vòng đại đạo, chiếc vòng này của đạo môn, khi thực chiến dù là cường giả thiên vị cảnh cũng sẽ bị ràng buộc, đương nhiên là có thời hạn. Chiếc vòng này có thể giam được một cường giả thiên vị cảnh ít nhất 3 giây, trong 3 giây, bất kỳ sức mạnh nào của người đó cũng không thể thi triển được, giống như một người bình thường. Nghe lời này của cô gái áo trắng, Diệp Huyên giật mình, nghịch thiên vậy sao? Cô gái áo trắng cười đáp, đúng thế. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ nhún vai, ta không biết. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng, có thể thử trước không? Cô gái áo trắng gật đầu, có thể. Nói xong nàng ta thầm niệm vài câu thần chú, rất nhanh chùm sáng tự động biến mất, chiếc hộp bay ra, nàng ta xòe tay rồi chiếc hộp tự động mở. Một chiếc vòng tay chậm rãi bay ra, chiếc vòng có màu đen, bên trên khắc đầy phù văn màu đen. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, công tử có muốn tự thử không? Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái áo trắng kích hoạt vòng đại đạo, trong thoáng chốc chiếc vòng hóa thành một luồng sáng đen bao phủ cơ thể Diệp Huyên, mà khi bị vòng đại đạo ngăn lại, Diệp Huyên phát hiện toàn bộ sức mạnh trong cơ thể thật sự đều không thể thi triển được. Không chỉ vậy. Đến kiếm ý của hắn cũng không thể phóng ra được. Phải nói rằng giờ phút này Diệp Huyên có hơi sốc. Nhưng ngay sau đó, vòng đại đạo biến mất, tất cả sức mạnh được phục hồi. Cô gái áo trắng cười hỏi, công tử thấy thế nào? Diệp Huyên gật đầu, thứ này rất được. Cô gái áo trắng gật đầu, giá của nó là 150 triệu đạo tinh. 150 triệu. Nghe vậy dù là Diệp Huyên cũng hơi bất ngờ. Phải nói rằng con số này khá lớn, cho dù là một số thế lực siêu cấp cũng chưa chắc có thể bỏ ra được nhiều đạo tinh một lúc thế này. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, công tử có mua nó không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chút, có thể giảm giá không? Cô gái áo trắng lắc đầu, cửa hàng chúng ta đều là giá niêm yết, không giảm giá. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì lúc này Vân Kỳ đột nhiên cất lời, đưa cho ta xem. Cô gái áo trắng liếc nhìn Vân Kỳ rồi đưa vòng đại đạo cho nàng ta. Nàng ta cũng không sợ bị cướp. Không ai dám có suy nghĩ lệch lạc thế này ở đây. Vân Kỳ nhận lấy vòng đại đạo, nhìn một lúc rồi nàng ta trả lại cho cô gái áo trắng, chúng ta suy nghĩ một lúc đã. Cô gái áo trắng nhận lấy vòng đại đạo, cười bảo, được. Nói xong nàng ta lại cất về chỗ cũ. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên không nói nhiều, cũng đi theo. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Vân Kỳ quay lại nhìn Diệp Huyên, ta có thể mô phỏng thứ đó. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Vân Kỳ nghiêm túc nói, nàng ấy bán 150 triệu, ta không cần nhiều, chỉ lấy của ngươi 100 triệu thôi. Ngươi đưa cho ta 100 triệu, ta mô phỏng cho ngươi một cái giống hệt, bao gồm cả chức năng cũng như vậy. Diệp Huyên im lặng. Vân Kỳ nói, ngươi sợ ta lừa ngươi à? Diệp Huyên thành thật gật đầu. Vân Kỳ nghiêm túc bảo, đùa gì vậy, khi không nghèo ta chả lừa ai bao giờ. Diệp Huyên cạn lời. Hắn biết chắc chắn người phụ nữ này lại nghèo rồi. Những thần vật Vân Kỳ mua lúc trước chắc chắn không rẻ. Lúc này Vân Kỳ lại nói, ta nói thật đấy, ta có thể mô phỏng được thần vật đó. Nếu ngươi muốn thì ta có thể mô phỏng giúp ngươi. Cũng không cần 100 triệu đạo tinh nữa đâu, ngươi đưa cho ta 80 triệu đạo tinh là được rồi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô thật sự có thể làm được à? Vân Kỳ nói, ta còn có thể làm được bút đại đạo thì nói gì tới cái này?
Diệp Huyên im lặng. Nghĩ đến bút đại đạo, hắn bỗng không nói nên lời. Hàng giả còn mạnh hơn hàng thật, người dám tin không? Một lúc sau, Diệp Huyên cười bảo, được. Vân Kỳ đưa tay phải ra. Diệp Huyên hỏi, đưa tiền trước rồi cô mới chế tạo được à? Vân Kỳ gật đầu, không có tiền ta không mua được vật liệu. Vậy nên người phải đưa tiền cho ta trước thì ta mới có thể chế tạo được. Diệp Huyên không nói nên lời. Vân Kỳ nghiêm túc bảo, ta không lừa ngươi đâu. Diệp Huyên cười, ta tin cô. Nói xong hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ lơ lửng trước mặt Vân Kỳ. Trong nhẫn chứa đồ có đủ 80 triệu viên đạo tinh. Thấy vậy Vân Kỳ lập tức vui cười rạng rỡ, đi. Đi mua nguyên vật liệu. Nói rồi nàng ta bắt đầu dẫn Diệp Huyên đi mua vật liệu ở chợ đen này. Hiển nhiên Vân Kỳ là khách quen ở nơi này, nàng ta vô cùng quen thuộc nơi này và cũng quen thuộc với rất nhiều cửa hàng. Mà Diệp Huyên cũng phát hiện ở đây có không ít người, hơn nữa trong này còn có rất nhiều người thực lực cường đại, nhưng đa phần đều mặc áo bào đen để che giấu khí thế. Đi dạo quanh cả chợ, Vân Kỳ đưa Diệp Huyên tới trước một cao lâu, đi lên tầng cao nhất, ở đây chuyên cung cấp cho người tu luyện, rất an toàn. Bây giờ ta sẽ bắt đầu chế tạo thần khí ở đây, người bảo vệ ta. Diệp Huyên hỏi, khoảng bao lâu? Vân Kỳ đáp, vài tháng. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, vài tháng. Vân Kỳ gật đầu, nhanh thì vài tháng, lâu thì khoảng một năm. Diệp Huyên lắc đầu, lâu quá, ta đổi nơi khác cho cô. Nói xong hắn đưa Vân Kỳ vào tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, Vân Kỳ sững sờ, một lúc sau vẻ mặt nàng ta trở nên cực kỳ nặng nề thời gian ở đây. Nói tới đây nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, có bán tháp này không? Diệp Huyên cười hỏi, cô trả bao nhiêu? Vân Kỳ im lặng. Nàng ta không có tiền. Hơn nữa chắc chắn Diệp Huyên sẽ không bán. Diệp Huyên cười bảo, Vân Kỳ cô nương, cô chế tạo ở đây đi, ta ra ngoài đi dạo. Nói xong hắn ra khỏi tiểu tháp. Trong tiểu tháp, Vân Kỳ nhìn xung quanh rồi khẽ nói, không ngờ trên đời còn có thần vật nghịch thiên thế này. Lúc này tiểu tháp chợt nói, ta lợi hại đúng chứ? Nghe vậy Vân Kỳ giật mình, ngươi là linh hồn của tháp này à? Tiểu tháp đáp, đúng thế. Vân Kỳ im lặng một hồi lâu rồi hỏi, ngươi có muốn đổi chủ không? Tiểu tháp. Sau khi ra khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên lại lên phố, lần này hắn chỉ đi loanh quanh chứ không mua gì. Những thứ bình thường không có sức hút với hắn. Diệp Huyên vừa ra khỏi cửa hàng đã gặp Vu Kỳ. Diệp Huyên nhìn Vu Kỳ cười bảo, tiểu thư nhà ngươi đang bận. Vu Kỳ nói, ta tới tìm ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, tìm ta. Vu Kỳ gật đầu, đổi nơi khác nói chuyện nhé. Diệp Huyên cười, được. Diệp Huyên quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo, rất nhanh hai người đã tới một đỉnh đồi bên ngoài thành. Vu Kỳ quay lại nhìn Diệp Huyên, ta không ngờ ngươi lại thật sự dám ra ngoài theo ta. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao ta lại không dám đi theo? Vu Kỳ nhìn Diệp Huyên, ở trong thành không thể ra tay được. Diệp Huyên hỏi, ngươi muốn ra tay với ta? Vu Kỳ lắc đầu, ngươi có biết lai lịch của tiểu thư không? Diệp Huyên lắc đầu. Vu Kỳ nhìn Diệp Huyên, nàng ấy đến từ nhà họ Vân ở Vân Giới. Ta nghĩ với thế giới của ngươi chắc chắn chưa nghe tới bao giờ. Nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, ngươi và tiểu thư không phải người cùng một thế giới, ngươi ở bên nàng ấy sau này sẽ có rất nhiều chuyện khiến cho ngươi tuyệt vọng. Diệp Huyên im lặng. Vu Kỳ nói tiếp, ngươi có thể nói là ngươi có thực lực, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng thế giới này rất tàn khốc, có một số khoảng cách không phải dựa vào sự cố gắng của bản thân mình là có thể bù vào được. Diệp Huyên suy nghĩ rồi bảo, ta hiểu ý của ngươi. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, ta và tiểu thư nhà ngươi chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Đương nhiên cho dù không phải bạn bè thì ta nghĩ. Vu Kỳ ngắt lời, nếu để chủ thượng biết có một thanh niên bình thường qua lại gần với tiểu thư thế này, tin ta đi, ngươi không được thấy mặt trời ngày mai đâu. Diệp Huyên cạn lời. Vu Kỳ tiếp tục nói, bây giờ rời khỏi đây thì ta sẽ không giết ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, đây là mục đích của ngươi đúng không? Vu Kỳ nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người đừng hiểu lầm. Diệp Huyên lắc đầu cười, xoay người rời đi. Mà hướng đi của hắn là chợ đêm. Thấy vậy, ánh mắt Vu Kỳ chợt trở nên lạnh lẽo,
giây sau đó hắn ta khẽ búng ngón tay cái. Ù! Sau một tiếng kiếm ngân, một thanh kiếm xuyên qua không trung chém thẳng về phía Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên đầu không ngoảnh lại, duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Vút! Kiếm của Vu Kỳ đã bị hai ngón tay của hắn kẹp lại. Nhìn thấy cảnh này, con người của Vu Kỳ co rụt lại, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, ngươi, làm sao có thể thế được? Diệp Huyên quay đầu nhìn Vu Kỳ, những thứ ngươi coi là kiêu ngạo trong mắt ta chẳng là gì hết. Ta không giết ngươi không phải vì sợ gia tộc của ngươi, còn lý do vì sao thì ngươi tự nghĩ đi. Nói xong hắn quay đi. Vu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi không phải thiện ác cảnh. Ở đằng xa, Diệp Huyên không quay đầu lại, biến mất ở cuối đường. Nét mặt Vu Kỳ trở nên cực kỳ khó coi. Mất rồi. Hắn ta không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại đáng sợ đến thế. Hóa ra thằng Hề lại là mình. Lúc này hắn ta mới hiểu vì sao tiểu thư lại kết bạn với người này. 2. Vu Kỳ thở dài, quay người rời đi. Diệp Huyên trở về chợ đêm, hắn lại tới đạo hội lần nữa. Thấy Diệp Huyên vào, cô gái áo trắng ngẩn ra nhưng vẫn tiến lên cười chào hỏi, công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên khẽ cười, đúng thế. Cô gái áo trắng hỏi, công tử muốn lấy chiếc vòng đó à? Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn xem thứ khác. Cô gái áo trắng cười đáp, được à, công tử muốn xem gì cứ nói với ta sẽ giới thiệu cho công tử. Diệp Huyên cười, ta muốn lên tầng trên cùng xem thử. Đạo hội có 6 tầng, càng lên cao thì vật càng quý giá. Nghe lời Diệp Huyên nói, nụ cười của cô gái áo trắng dần biến mất. Diệp Huyên nói, không được à. Cô gái áo trắng trầm giọng bảo, Diệp công tử, rất xin lỗi, muốn lên tầng sau thì phải chứng minh tài chính trước. Chứng minh tài chính. Diệp Huyên chớp mắt, bao nhiêu tiền thì mới có thể lên được tầng 6. Cô gái áo trắng đáp, ít nhất phải 500 triệu. 500 triệu. Nghe vậy vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm nghị. Đây không phải con số người bình thường có thể đưa ra được. Đạo hội này không đơn giản, chẳng lẽ do đạo thần mở, thật sự có khả năng này đấy. Dù sao nơi này cũng là do đạo thần bảo kê. Diệp Huyên gạt mọi suy nghĩ, xòe tay ra một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt cô gái áo trắng, nhìn xong nàng ta liền sững sờ. Trong nhẫn chứa đồ thực sự có 500 triệu đạo tinh. Nhìn thấy vậy, tim cô gái áo trắng lập tức đập nhanh. Đây là đại lão đó. Cô gái áo trắng vội nói, dâng trà. Dâng trà. Rất nhanh, một tỳ nữ bưng theo chén linh trà đi tới, hơi cúi đầu với Diệp Huyên, mời công tử uống trà. Nhìn chén trà trước mặt, Diệp Huyên thầm thở dài, có tiền đúng là tốt thật, đãi ngộ cũng khác luôn. Diệp Huyên cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó cười khen, trà ngon. Cô gái áo trắng bảo, mời công tử đi theo ta. Nói xong nàng ta dẫn Diệp Huyên lên tầng. Một lúc sau, cô gái áo trắng dẫn Diệp Huyên tới lối vào tầng sau, nàng ta đi đến trước cửa, trên cửa có một phù văn. Nàng ta nhẩm đọc thần chú, đạo văn nhanh chóng được kích hoạt, sau đó một luồng sức mạnh thần bí lan tỏa. Cạch! Cánh cửa bật mở. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, cười nói, mời công tử đi theo ta. Nói xong nàng ta đi vào. Khi đi vào Diệp Huyên phát hiện tầng 6 này là một gian phòng nhỏ, trong đây có 3 chùm sáng, trong mỗi chùm sáng đều có một chiếc hộp. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, công tử, thứ đắt nhất là hộp ở giữa, trị giá 900 triệu đạo tinh. Thứ này vô cùng trân quý, rất nhiều thế lực lớn đều phái người tới xem nhưng vì giá quá cao mà từ bỏ. Nói rồi nàng ta dừng lại, hỏi công tử có muốn xem không? Diệp Huyên đáp, vậy thì xem đi. Nàng ta gật đầu, được. Nói xong nàng ta đi tới trước chùm sáng đó, thầm niệm chú xong thì chùm sáng ấy biến mất, chiếc hộp từ từ bay tới trước mặt hắn. Cô gái áo trắng mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn màu đen. Nhẫn. Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng, nàng ta trầm giọng giới thiệu, đạo giới. Chiếc nhẫn này do chủ nhân bút đại đạo tự tay chế tạo, bên trong có chứa thần tắc đại đạo đáng sợ, sau khi kích hoạt chiếc nhẫn này. Thần tắc đại đạo xuất hiện có thể áp chế được cường giả của đối thủ. Đừng nói là thiên vị cảnh, dù là cường giả trên thiên vị cảnh cũng có thể áp chế được.
Bất cứ ai dưới trật tự của chủ nhân bút đại đạo đều có thể áp chế. Đương nhiên cường giả càng mạnh thì tác dụng của nó sẽ càng nhỏ, nhưng đều có thể áp chế được. Áp chế cảnh giới. Hơn nữa còn áp chế được bất cứ cường giả ở cấp bậc nào. Phải nói rằng Diệp Huyên đã động lòng. Lúc này cô gái áo trắng lại nói, công tử có muốn thử không? Diệp Huyên cười, được. Cô gái áo trắng kích hoạt chiếc nhẫn, sau đó một luồng thần tắc đại đạo màu tím xuất hiện. Sau khi nó xuất hiện, cảnh giới của Diệp Huyên từ từ giảm xuống với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, và ngay lập tức cảnh giới của hắn đã hoàn toàn bị áp chế về không. Diệp Huyên sững sờ tại chỗ. Lợi hại vậy ư? Đây chẳng phải là gian lận sao? Diệp Huyên nhìn cô gái áo trắng, được rồi. Nhưng cô gái áo trắng lại không nói gì. Diệp Huyên nhìn nàng ta, lặp lại, được rồi. Cô gái áo trắng vẫn không lên tiếng. Mặt Diệp Huyên trầm xuống. Cô gái áo trắng đi tới trước mặt Diệp Huyên, nháy mắt, công tử, nếu cậu chết ở đây chắc sẽ không có ai biết đâu đúng không? Diệp Huyên im lặng. Nhưng trong lòng lại bật cười. Người phụ nữ này muốn chơi thế này thì hắn sẽ không coi trọng võ đức nữa. Chuyện hôm nay mà không có mấy tỷ bồi thường thì Diệp Huyên hắn sẽ không về. Phải nói rằng Diệp Huyên thực sự hơi ngỡ ngàng. Hành động gì thế này? Cướp hả? Thế mà cô gái áo trắng lại định cướp của hắn. Đúng là quá khó tin. Cô gái áo trắng thuận tay lấy đi nhẫn chứa đồ của Diệp Huyên, khi nhìn thấy 500 triệu đạo tinh bên trong. Khóe miệng nàng ta hơi cong lên. Diệp Huyên nói, cướp là hành vi không tốt đâu. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, cười bảo, làm cả đời cũng không bằng ăn cướp một lần, người nói xem sao lại không tốt. Diệp Huyên nói, cô không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của đạo hội các cô à? Cô gái áo trắng chớp mắt, ai biết ngươi tới đây? Lại có ai biết ngươi chết ở đây? Diệp Huyên im lặng. Cô gái áo trắng cười, chắc chắn trên người ngươi còn có rất nhiều bảo vật nữa đúng không? Diệp Huyên khẽ thở dài, cô nghĩ xem, ta có thể mang theo 500 triệu đạo tinh bên mình thế này, ta có thể là người bình thường được sao? Cô gái áo trắng nhìn Diệp Huyên, xuất thân của ngươi chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta sẽ làm sạch sẽ gọn gàng. Không ai biết ngươi đã biến mất khỏi thế gian này đâu. Diệp Huyên khẽ cười, vậy sao? Nghe câu này, cô gái áo trắng hơi híp mắt. Quá điềm tĩnh. Lúc này trong lòng nàng ta bỗng dâng lên sự bất an, bởi người đàn ông trước mắt thực sự quá điềm tĩnh. Chắc chắn có chỗ dựa. Nghĩ đến đây, trong mắt cô gái áo trắng thoáng qua sát ý, tay phải nàng ta chợt xuất hiện một con dao xoẹt qua cổ Diệp Huyên. Phụt. Một luồng hàn mang lóe qua nơi cổ họng của Diệp Huyên. Nhưng hắn không hề hấn gì. Thấy vậy, cô gái áo trắng sững sờ. Diệp Huyên cười, đúng như ta nghĩ, quả nhiên thứ này không có tác dụng gì với thân thể của ta cả. Nói xong hắn đột nhiên đưa tay phải về phía trước. Sắc mặt cô gái áo trắng thay đổi ngay lập tức. Nàng ta không ngờ người đàn ông trước mắt sau khi bị đạo giới phong ấn lại vẫn có thể có được thực lực đáng sợ thế này. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cô gái áo trắng chỉ có thể giơ cánh tay lên đỡ. Khi tay của Diệp Huyên chạm vào cánh tay nàng ta. Bùm! Cánh tay phải của cô gái áo trắng vỡ vụn, giây tiếp theo một bàn tay bóp lấy cổ họng của nàng ta. Vẻ mặt nàng ta cứng đờ. Mà lúc này hơn 10 hơi thở cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Tất cả đều là thiên vị cảnh. Nhìn thấy đội hình này, Diệp Huyên nhíu mày, thiên vị cảnh trở nên vô giá trị thế này từ khi nào vậy? Cô gái áo trắng lập tức kinh hãi hô, hắn định cướp vòng đại đạo. Nghe vậy Diệp Huyên sững sờ, người phụ nữ này vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa, ông ta lạnh lùng nhìn hắn hỏi, ngươi là ai mà lại dám tới đạo hội của ta để cướp hả? Giải thích. Diệp Huyên không giải thích, vì hắn biết trong trường hợp này có giải thích thì cũng vô dụng. Bởi vì những người này không thể không biết chuyện cô gái áo trắng đã làm với hắn, đã biết mà không ngăn cản, hiển nhiên là bọn chúng cùng một ruột. Vì thế giải thích cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Diệp Huyên thuận thế cất vòng đại đạo, sau đó ném mạnh cô gái áo trắng xuống đất. Quỳnh! Mặt đất nứt ra, đầu cô gái áo trắng vỡ tung, máu tươi bắn ra tung tóe.
Diệp Huyên dẫm lên linh hồn của nàng ta, cười bảo, phải nói rằng ta hơi bất ngờ đấy, không ngờ lại vào phải hắc điếm. Ông lão nhìn Diệp Huyên, người có biết mình đang làm gì không? Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, hắn tung ra một quyền. Vô số lôi điện xuất hiện. Nhìn thấy vô số lôi điện này, ông lão kia híp mắt, phất tay áo ngăn lại. Bùm! Lôi quang vỡ ra, mà lúc này Diệp Huyên chợt xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, sau đó chém xuống một nhát. Vô số lôi điện kiếm khí phóng thẳng tắp xuống. Trong mắt ông lão thoáng qua vẻ hung ác, ông ta phất tay áo, sau đó tung ra một quyền, vô số kim quang tuôn ra. Đoàng! Khi hai sức mạnh va vào nhau, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt, cả gian phòng nhỏ đều kịch liệt rung chuyển. Nhưng không sụp đổ. Bởi vì ở đây có kết giới thần bí và cường đại, cho dù là cường giả thiên vị cảnh cũng không thể chặn được. Mà trận chiến ở đây cũng lập tức gây ra chấn động. Trong chợ đen, vô số người đều nhìn về phía đạo hội, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Có người dám ra tay ở đạo hội? Là ai? Thật đáng sợ. Hai người vừa va chạm đã tách ra luôn. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thể tu. Diệp Huyên nhếch miệng cười gằn, lại đi. Nói xong hắn lao tới, tung một quyền về phía ông lão. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyên như người lôi, vô số lôi đình chi lực cuồng bạo tuôn ra từ nắm đấm của hắn. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ từ nắm đấm của Diệp Huyên, mặt ông lão chợt lạnh, ông ta cũng không dám khinh suất, nắm chặt tay phải lại, vô số kim quang tuôn ra từ cơ thể ông ta giống như ánh mặt trời. Bùm. Hai lực lượng tiếp xúc với nhau, một lực lượng còn mạnh mẽ hơn bộc phát ra, lực lượng này trong nháy mắt quét qua cả căn phòng, lúc này căn phòng rung chuyển dữ dội, kết giới cũng dần dần vỡ ra. Lúc này có người vò tới trước mặt ông lão kia, trong mắt ông lão hiện lên vẻ hung ác, ông ta cũng lao về phía Diệp Huyên. Ông ta là thiên vị cảnh, ở trước một cường giả thiện ác cảnh, sao ông ta có thể sợ được? Cứng đối cứng, nhưng lúc này Diệp Huyên lại đột nhiên buông lỏng nắm đấm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, thấy cảnh này, ông lão biến sắc, trong lòng kinh hãi, muốn lùi lại nhưng đã không kịp nữa. Phập! Kiếm Thanh Huyên dễ dàng phá được vô số kim quang ấy, sau đó nắm đấm của ông lão chui vào trong cơ thể hắn. Ầm! Vô số kim quang biến mất. Nét mặt ông lão cứng đờ. Mà lúc này hơn 10 hơi thở cường đại từ tứ phía ập về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhẩm niệm. Kiếm Thanh Huyên hấp thu thần hồn của ông lão. Người Diệp Huyên hơi run lên, hắn ra khỏi phòng, nhưng vừa ra ngoài hơn 10 đạo thần thức đã khóa chặt lấy hắn. Diệp Huyên nhìn quanh không trung, xung quanh hắn ít nhất có 12 cường giả thiên vị cảnh. 12 vị. Nhìn thấy đội hình này, Diệp Huyên không chút sợ hãi. Hắn muốn kích hoạt đạo giới nhưng hắn không thể sử dụng được nó. Cần có thần chú. Lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên ở nơi không xa, ông ta nhìn hắn, ngươi là người đầu tiên dám cướp ở đạo hội ta đấy, cũng là người đầu tiên dám giết người của đạo hội ta luôn. Diệp Huyên cười, các ông cùng lên hay từng người lên một. Hắn vừa nói xong, trong mắt những cường giả trong bóng tối đều hiện lên vẻ chấn động. Sao thanh niên này có thể mạnh miệng được như thế? Người đàn ông trung niên đối diện Diệp Huyên nói, ta đánh với ngươi. Nói xong ông ta phất tay áo, một tầng kết giới bí ấn lập tức bao trùm chung quanh. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, ta muốn xem ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Diệp Huyên cười, được. Nói xong huyết mạch trong cơ thể hắn dâng lên, trong chốc lát một luồng uy áp huyết mạch đáng sợ khóa chặt người đàn ông trung niên, giây tiếp theo Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Vút! Luồng kiếm quang màu đỏ xé toạc nơi đây. Phía xa. Người đàn ông trung niên nheo mắt, ông ta xòe tay ra rồi từ từ nắm lại. Ầm. Một luồng sức mạnh kinh khủng ngưng tụ từ lòng bàn tay ông ta, tuy có kết giới nhưng luồng uy áp này vẫn khiến người trong cả chợ đen cảm thấy ngột ngạt đáng sợ. Thiên vị cảnh. Trong bóng tối, vô số người đều kinh ngạc. Đây là cường giả thiên vị cảnh hàng thật giá thật. Lúc này kiếm của Diệp Huyên đã tới trước mặt người đàn ông trung niên, hắn cầm kiếm bằng hai tay rồi chém xuống. Ánh sáng dữ tợn sáng lên trong mắt người đàn ông trung niên, ông ta tung ra một quyền. Bùm!
quyền này đánh thẳng lên kiếm của Diệp Huyên. Cứng đối cứng. Nhưng một giây sau, sắc mặt ông ta biến đổi, bởi khi tay ông ta chạm vào kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, cả bàn tay đã nứt ra, máu bắn khắp nơi. Dưới con mắt của bao người, người đàn ông trung niên liên tục lùi tới mép kết giới. Nhưng ông ta vừa dừng lại Diệp Huyên đã xông tới, sau đó lại chém thêm một kiếm nữa. Phụt! Kiếm hạ xuống, một luồng kiếm quang tuôn ra như thác nước. Kết giới xung quanh bùng nổ ngay tức khắc. Đồng tử của người đàn ông trung niên co rụt lại, lúc này ông ta đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cái chết! Người đàn ông trung niên kinh hãi, không dám lơ là, ông ta lật tay lại, một chiếc khiên màu vàng khổng lồ bay ra từ lòng bàn tay ông ta. Keng! Diệp Huyên chém lên tấm khiên vàng, khiên lập tức nổ tung, nhưng lúc này người đàn ông trung niên đã bất ngờ đấm vào bụng Diệp Huyên. Bụp! Một lực lượng đáng sợ bộc phát ra từ bụng Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên không hề lùi lại nửa bước. Nhìn thấy cả này, người đàn ông trung niên biến sắc, đang định lùi lại thì lúc này Diệp Huyên lại chém ra. Phụt! Trong mắt mọi người, kiếm của Diệp Huyên lại xẹt qua sau lưng người đàn ông trung niên, đầu ông ta bay ra, máu phụt lên cực kỳ đáng sợ. Chết rồi! Tất cả mọi người xung quanh đều bị sốc. Sau khi Diệp Huyên chém đầu người đàn ông trung niên xong thì vung nhẹ kiếm thanh huyên, lạnh lùng nhìn chung quanh, nào, người tiếp theo. Người tiếp theo. Xung quanh im lặng như tờ. Nhưng vào lúc này, thời không phía trên đột nhiên rung lên, giây sau đó một uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được uy áp này, sắc mặt những người có mặt đều thay đổi. Thiên đạo, cuối cùng thiên đạo nơi này cũng ra tay. Một ông lão xuất hiện trong không trung. Khi ông ta nhìn thấy Diệp Huyên thì sửng sốt, là cậu. Diệp Huyên, sau sự việc lần trước, đạo thần đã hạ lệnh nghiêm trong đạo giới, không ai được động đến vị Kháo Sơn Vương này nữa. Vì vậy người của đạo giới hiện giờ đều biết Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, nét mặt ông lão trở nên khá khó coi. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta, bà ta nhìn ông lão thiên đạo, mong các hạ hãy bảo vệ chính nghĩa. Nghe vậy, mặt ông lão trầm xuống. Bảo vệ chính nghĩa. Ông ta nhất thời không nói nên lời. Thấy ông lão im lặng, người phụ nữ xinh đẹp nheo mắt, xem ra lai lịch của người này không nhỏ. Thế nào, các hạ định bao che cho hắn? Thiên đạo trần trừ rồi nói, chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình không? Nói đùa. Người phụ nữ xinh đẹp tức giận bảo, người này muốn cướp thần vật của đạo hội ta trước. Sau đó lại giết hai người của đạo hội ta, hòa bình. Sao có thể thế được? Thiên đạo nhìn người phụ nữ xinh đẹp, vậy vương tộc các ngươi tự chơi với hắn đi. Ta không can thiệp, bye bye. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Mọi người, thiên đạo đi rồi. Mọi người đều ngỡ ngàng. Thiên đạo này không duy trì trật tự ư. Thiên đạo cũng cạn lời. Vương tộc mạnh không? Đương nhiên là mạnh. Đó là một gia tộc hàng đầu có thể ra lệnh được cho cả đạo giới. Nhưng Kháo Sơn Vương thì sao? Kháo Sơn Vương này cũng rất đáng sợ. Muội muội kia giết thiên vị cảnh như giết gà, đạo thần đứng trước mặt người phụ nữ ấy cũng không dám nói năng gì. Ông ta có thể giúp ai? Chẳng thể giúp ai được hết. Chuồn lẹ mới là đúng đắn. Thấy thiên đạo vội chạy mất, người phụ nữ xinh đẹp cũng ngẩn ra. Không ngờ thiên đạo lại bỏ đi như thế. Như nghĩ tới điều gì, người phụ nữ lập tức nhìn về phía Diệp Huyên, cười khẩy, không ngờ ngươi cũng có chút lai lịch đấy, đến thiên đạo cũng không muốn động tới ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, đừng nói nhảm nữa, bà tới hay là cùng nhau lên. Bà ta nhìn Diệp Huyên, cùng lên. Dứt lời, bà ta và một nhóm cường giả thiên vị cảnh bên cạnh cùng lao về phía Diệp Huyên. Thấy người phụ nữ chọn đánh hội đồng. Diệp Huyên cau mày, sao bà có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Nói xong hắn cũng lao ra ngoài. Trong thành chợ đen, một đám cường giả nhìn thấy hai bên sắp đánh nhau, hơn nữa còn không có kết giới thì biến sắc, ông chủ của các cửa hàng lập tức thu dọn đồ đạc mau chóng rời đi. Những người hóng hớt cũng vội vàng rút lui. Đây là trận chiến của cường giả cấp bậc thiên vị cảnh. Mà lúc này Diệp Huyên đã chiến đấu cùng nhóm người phụ nữ xinh đẹp. Không có gì nghi ngờ, hắn đã bị đánh áp đảo.
Dù sao hiện giờ hắn vẫn chưa thể lấy một địch 10 được. Nhóm người phụ nữ xinh đẹp muốn giết chết Diệp Huyên, nhưng rất nhanh sắc mặt họ đã trở nên khó coi, bởi thân thể Diệp Huyên thực sự quá cứng. Ngay cả họ cũng khó có thể phá được thân thể của Diệp Huyên. Vì vậy hai bên cứ thế giằng co. Mọi người thấy Diệp Huyên có thể một mình địch lại hơn 10 cường giả thiên vị cảnh thì đều sửng sốt. Lấy một chọi 12. Thật khó tin. Không lâu sau, cả chợ đen đều bị phá dỡ, không chỉ nơi này mà cả đại lục cũng bắt đầu bị phá tan. Thiên đạo đã trốn đi mất. Bùm. Đúng lúc này, Diệp Huyên bị một luồng sức mạnh khủng bố đập vào đầu khiến hắn trong nháy mắt lùi ra ngoài cả mấy trăm nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên cảm thấy hơi choáng váng. Thân thể của hắn đúng là rất mạnh, nhưng cũng không thể chống đỡ được nhiều người cùng bao vây tấn công như thế này. Huống chi là cả 12 thiên vị cảnh cùng bắt tay với nhau, hắn gần như không có sức đánh trả, bị đối phương áp đảo mà đánh. Lúc này đối phương lại lao về phía hắn lần nữa. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Huyên thoáng vẻ hung tợn, giây tiếp theo hai mắt hắn biến thành màu đỏ máu. Hoàn toàn phong ma. Sau khi hắn hoàn toàn phong ma, huyết mạch chi lực đáng sợ bùng phát ra khỏi cơ thể hắn. Trong nháy mắt, chung quanh biến thành một biển máu. Mà trong biển máu này dâng lên vô số lôi điện. Diệp Huyên lao về phía trước, chém ra một kiếm. Sau khi hắn hoàn toàn phong ma, sức mạnh của mỗi kiếm đều tăng lên rất nhiều. Nhát kiếm này hạ xuống, người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu bị chém lui cả trăm nghìn trượng, bà ta vừa dừng lại thành cánh tay phải đã nổ tung, máu bắn ra tung tóe. Thấy vậy, nét mặt người phụ nữ xinh đẹp trở nên khó coi, bà ta nhìn Diệp Huyên như người máu phía xa, hung tợn nói, giết hắn. Nói rồi bà ta lại lao về phía Diệp Huyên, lần này bọn họ đã trở nên thông minh hơn. Bọn họ không còn lấy cứng đối cứng với Diệp Huyên nữa, bởi sức mạnh và kiếm của Diệp Huyên quá đáng sợ, chỉ cần đối cứng với hắn là kiểu gì cũng bị thương nặng. Vì thế bạn họ thay đổi chiến lược, đánh du kích khiến Diệp Huyên đau đầu. Bởi vì những cường giả thiên vị cảnh này không còn cứng đối cứng với hắn nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ kiệt sức mà chết. Vì vậy Diệp Huyên đã kích hoạt thuật thần thông vạn pháp đạo. Bùm! Sau khi Diệp Huyên kích hoạt thuật thần thông vạn pháp đạo, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn bắt đầu dâng trào về phía hắn. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt nhóm người phụ nữ xinh đẹp đều trở nên khó coi. Người phụ nữ xinh đẹp gằn giọng, ngăn hắn lại. Nói xong bà ta lao lên trước tiên. Mà lúc này Diệp Huyên ở nơi xa bỗng mở mắt, trong mắt hắn bắn ra một luồng kiếm quang màu máu. Dưới ánh mắt thảng thốt của mọi người. Luồng kiếm quang màu máu ấy đánh bay người phụ nữ xinh đẹp, lúc này Diệp Huyên tiến lên, tàn ảnh màu máu xẹt qua. Xa xa, con người của người phụ nữ xinh đẹp co rụt lại, trong lòng bà ta kinh hãi, ngăn hắn lại. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua đầu mày của bà ta. Bùm! Người phụ nữ xinh đẹp bị kiếm thanh huyên của Diệp Huyên ghim lại tại chỗ. Nhưng lúc này hơn 10 luồng lực lượng khủng bố trực tiếp đánh lên người Diệp Huyên. Đùng đoàng. Trong nháy mắt, Diệp Huyên bay ngược ra ngoài, bay xa cả mấy vạn trượng, khi hắn dừng lại thì khóe miệng đã trào máu. Tuy thân thể hắn vô cùng cường hãn nhưng vẫn khó có thể chống đỡ được bao nhiêu cường giả bao vây tấn công thế này. Quá đáng sợ. Lúc này 11 người còn lại tiếp tục xông về phía Diệp Huyên. Nhân lúc ngươi suy yếu thì lấy mạng ngươi. Bọn họ muốn giết Diệp Huyên. Nhìn thấy 11 người lao về phía mình, trong mắt Diệp Huyên hiện lên tia tà khí, hắn hét lên giận dữ, huyết mạch chi lực phong ma trong cơ thể tuôn ra như thủy triều, không chỉ vậy còn có vô số lực lượng pháp tắc tuôn ra lao về phía hắn. Lúc này cơ thể Diệp Huyên bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Bởi vì lực lượng quá mạnh, mạnh đến nỗi thân thể của hắn đã hơi khó chống đỡ. Diệp Huyên vọt về phía trước, cầm kiếm thanh huyên chém xuống. Khi kiếm hạ xuống, cả thiên địa đều bị xé toạc, kiếm khí mạnh mẽ quét qua chư thiên. Cường giả thiên vị cảnh cầm đầu đã bị nhát kiếm này của Diệp Huyên xóa sổ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo 10 luồng lực lượng đáng sợ lại tấn công hắn. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, Diệp Huyên liên tục lùi lại, khi hắn lùi lại thì những cường giả vô tâm cảnh kia lại xông lên lần nữa. Diệp Huyên điên cuồng lui về phía sau.
Thân thể hắn mặc dù cường hãn nhưng dưới sự bao vây tấn công điên cuồng của 10 cường giả thì cũng đã dần xuất hiện vết nứt, vô số giọt máu chậm chậm rỉ ra. Cơ thể của hắn đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Nhìn thấy cảnh này, 10 cường giả thiên vị cảnh còn lại đều vui mừng khôn xiết. Giờ khắc này bọn họ cũng tức giận, nếu tin 12 người mà còn không giết được một thiện ác cảnh bị lan truyền thì chẳng phải bọn họ sẽ bị mọi người cười rụng răng ư. Ngay khi 10 người chuẩn bị tấn công lần nữa thì Diệp Huyên lại lấy ra một loại quả rồi ăn. Quả bình. Vừa ăn quả bình vào, trong nháy mắt, một luồng năng lượng thuần túy bộc phát ra từ cơ thể Diệp Huyên, thoáng chốc những vết nứt trên người hắn đều khôi phục. Hắn đã hồi sinh. Nhìn thấy cảnh này, 10 người đều ngây ra. Trong bóng tối, người phụ nữ xinh đẹp bán trái cây đột nhiên hưng phấn nói, mọi người thấy chưa? Đây chính là quả bình của cửa hàng thiên tài chúng ta, hiệu quả nghịch thiên chứ. Ai cần thì có thể tới tìm ta sẽ giảm giá cho mọi người. Mọi người. Vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái. Hồi sinh rồi. Lần này hắn có thể đánh thoải mái rồi. Mà nét mặt của 10 người đứng đối diện Diệp Huyên lại trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ đánh Diệp Huyên trọng thương, hy sinh 2 cường giả thiên vị cảnh. Mà bọn họ cũng đều đã bị thương, thấy Diệp Huyên đã sắp bị đánh chết, nhưng lúc này hắn lại chợt hồi sinh, tràn đầy sức sống trở lại. Tràn đầy sức sống rồi. Con tim 10 người tan vỡ. Nơi xa, Diệp Huyên vung kiếm Thanh Huyên lên, một luồng uy áp khiếp người chấn động bốn phía. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn ra tay trước. Phụt. Thời không đột nhiên bị xé rách. Dây tiếp theo một luồng kiếm quang màu đỏ máu chém về phía 10 người. Lúc này ông lão dẫn đầu nhóm 10 người đột nhiên gằn giọng ra lệnh giết hắn. Nói xong cả 10 người cùng xông lên. Nếu 10 đánh 1 mà còn để hắn trốn thoát thì bọn họ thực sự sẽ trở thành trò cười cho cả vũ trụ. Đừng nói người khác, chính bản thân bọn họ cũng chẳng chịu nổi cú sốc này. Trận chiến lại diễn ra. Diệp Huyên vẫn bị 10 người đánh. Mà lần này 10 người đã thông minh hơn. Kiên quyết không đối cứng với Diệp Huyên nữa. Bởi vì bọn họ phát hiện chỉ cần đối cứng với Diệp Huyên là kiểu gì cũng sẽ chết hoặc bị thương. Kiếm của sức mạnh của Diệp Huyên lúc này dù là gì thiên vị cảnh cũng không thể chống lại được. Họ chỉ có thể từ từ làm hao tổn thể lực của hắn. Mà Diệp Huyên lại thấy rất khó chịu. Bởi vì đối phương không đối cứng với hắn nữa thì hắn cũng chẳng thể giết người được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ vô cùng bất lợi với hắn, sở dĩ hiện tại sức mạnh của hắn đáng sợ thế này tất cả đều do hắn có lực lượng pháp tắc của vạn giới trợ giúp, nếu mất đi lực lượng pháp tắc này thì hắn sẽ trở nên rất yếu, lúc đó hắn lại càng không thể chống lại được những cường giả thiên vị cảnh này. Diệp Huyên cũng biết điều này, nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác, 10 người này cứ bám giết lấy hắn khiến hắn không thể chạy thoát. Hao tốn. Mọi người đều biết 10 người đang hao tốn thể lực của Diệp Huyên. Giờ khắc này Diệp Huyên đã bị đánh bay, lần này hắn bay ra cả 100.000 trượng, khi hắn dừng lại thì khóe miệng đã có máu rỉ ra, không chỉ vậy trên người hắn lại xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Mà 10 người kia cũng không tiếp tục công kích nữa, nhưng lại bao vây xung quanh Diệp Huyên, đồng thời khóa chặt thời không chung quanh hắn, sợ hắn chạy mất. Diệp Huyên ở giữa 10 người. Hắn lau vết máu bên khóa miệng, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn rung lên dữ dội. Mà cũng chính lúc này, những lực lượng pháp tắc trên người hắn bắt đầu biến mất. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt 10 người kia đều xuất hiện nụ cười. Quả nhiên thuật thần thông này có giới hạn thời gian. Một khi không còn những lực lượng pháp tắc này gia trì, thực lực của Diệp Huyên sẽ giảm đi rất nhiều, lúc đó bọn họ sẽ có thể giết chết Diệp Huyên. Rất nhanh. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, lực lượng pháp tắc trên người Diệp Huyên đã hoàn toàn biến mất. Lúc này khí thế của Diệp Huyên đã yếu đi rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, khí thế của 10 cường giả thiên vị cảnh bắt đầu dâng lên, 10 luồng uy áp khóa chặt Diệp Huyên, sau đó cả 10 người cùng biến mất. Bọn họ muốn giết Diệp Huyên cho bằng được. Nhìn thấy 10 người đồng thời vọt tới, Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này đây. Huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn đã được thôi thúc đến cực hạn. Đối mặt với 10 người này, hắn không còn bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể liều, Diệp Huyên đột nhiên gào lên, một khắc sau, ánh mắt của hắn khóa chặt lên người ông lão cầm đầu, chỉ nháy mắt sau, hắn đã biến mất. Xoẹt,
Trước ánh nhìn của mọi người, một luồng kiếm quang đỏ rực xé rách bầu trời lao đi. Ông lão cầm đầu thấy Diệp Huyên vào tới thì lập tức biến sắc, đang định lùi lại nhưng đã không thể rời bước được. Thấy không còn đường lùi, trong mắt lão chợt lóe lên một vệt dữ tợn, lão nhanh chóng dồn hết toàn lực, chuẩn bị liều chết tung ra một kích. Ầm ầm. Trong mắt mọi người, 10 luồng sức mạnh kinh khủng chợt ập thẳng lên người Diệp Huyên, trong nháy mắt đó, cả người Diệp Huyên bị hất bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Mà lúc bị chấn bay ấy, thân thể hắn lại chợt xuất hiện vô số vết rạn nứt, máu tươi tuôn ra. Nhưng ông lão vừa liều mình với Diệp Huyên kia cũng bị hất bay, không chỉ thế, khi lão dừng lại thì cơ thể cũng đã nát tan, nhưng linh hồn vẫn nguyên vẹn, bởi vì khi không có lực lượng pháp tắc hỗ trợ, sức mạnh của Diệp Huyên yếu đi rất nhiều. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, thân thể hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, dù chưa hoàn toàn bị phá vụn, nhưng gần đã là thế rồi. Nhìn thấy cảnh này, ông lão bị đánh nát cơ thể kia đột nhiên gào lên, tiêu diệt hắn đi. Nghe vậy, 9 người còn lại không hề phí lời, vọt thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Đúng lúc này, cô gái thanh tú lúc trước bán quả bình cho Diệp Huyên chợt lên tiếng, có muốn mua quả bình không? 1 triệu đạo tinh một quả, mua thì ta bán cho ngươi ngay. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía cô gái kia. Lúc này Diệp Huyên đã thần trí mơ hồ, tất nhiên không đáp lời lại cô gái thanh tú. Mà đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, nàng ta chợt nắm lấy bả vai hắn, chỉ chớp mắt sau đã xé rách thời không, biến mất tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, 10 cường giả thiên vị cảnh đều sửng sốt. Lúc này, một người trong đó đột nhiên nói, đuổi theo. Nói xong, 9 người lập tức biến mất. Mà ông lão chỉ còn lại linh hồn kia bỗng nhìn về phía cô gái thanh tú, người không thấy mình hài hước quá à? Nói rồi, lão đột nhiên siết tay phải lại, định tung chiêu thì đúng lúc này, một luồng sáng lạnh chợt lóe lên ở đằng sau lão. Sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, lão nhanh chóng xoay người, định ra tay thì đã không còn kịp, một luồng sáng lạnh đã chia thẳng vào cuống họng của lão. Xoẹt! Linh hồn ông lão chỉ trong chớp mắt đã bị xóa sổ. Cô gái thanh tú vội lấy nhẫn chứa đồ của ông lão, xí. Lão nương đã dám ra đây bán thuốc mà còn sợ ngươi à? Nói rồi, nàng ta nhìn người áo đen ở trước mặt, chuồn thôi. Nói xong, 2 người liền biến mất. Mọi người. Một bên khác, Vân Kỳ dẫn theo Diệp Huyên lao nhanh một đường. Nhưng 9 người kia cũng đang theo sát không buông. Vân Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn lại, một khắc sau, nàng ta xòe tay, một tia kim quang bắn ra từ trong lòng bàn tay nàng. Chỉ trong chớp mắt, mảnh thời không phía sau nàng đã xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Mà khi 9 người kia xuất hiện trong mảnh thời không này thì tất cả phù văn vàng đột nhiên bốc cháy, sau đó bạo phát ra một luồng sức mạnh khủng bố. Một vùng sao trời lập tức bị xóa sổ. Mà 9 người kia cũng bị chặn ngang lại. Thế là bọn họ đã không thể cảm nhận được khí tức của Vân Kỳ và Diệp Huyên. Sắc mặt 9 người lập tức trở nên lạnh lẽo. Lại chạy rồi. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong đó đột nhiên nói, ta biết nàng ta là ai. Nghe thế, mấy người còn lại đều quay sang nhìn ông ta, người đàn ông trung niên lạnh lùng bảo, hẳn là vân tộc của vân giới. Vân tộc. Nghe vậy, đám người còn lại đều nhíu mày. Lúc này, người đàn ông trung niên lại nói, hòa thượng chạy được, nhưng miếu thì không. Đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mấy người còn lại cũng nối gót theo. Một bên khác, Vân Kỳ xoay người lại nhìn thì không thấy có ai đuổi theo nữa, lúc này nàng ta mới dừng lại, sau đó lập tức đưa Diệp Huyên vào trong tiểu tháp. Bên trong tiểu tháp, Kiếm Linh đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó bắt đầu hỗ trợ trấn áp huyết mạch chi lực của hắn. Nương theo sự trấn áp của Kiếm Linh, huyết mạch chi lực trong cơ thể Diệp Huyên bắt đầu dần lắng lại. Lúc này, Vân Kỳ ở bên liếc mắt nhìn Kiếm Linh, ngươi là một thanh kiếm. Kiếm Linh nhìn về phía Vân Kỳ, đúng vậy. Vân Kỳ đánh giá Kiếm Linh một chút, trong mắt ngập tràn vẻ tò mò. Như nghĩ đến điều gì đó, Vân Kỳ nói, những người vừa nãy đến từ vương tộc. Kiếm Linh không nói gì. Vân Kỳ nhìn Kiếm Linh, ngươi biết vương tộc không? Kiếm Linh liếc mắt nhìn Vân Kỳ, ngươi muốn nói gì? Vân Kỳ nghiêm túc nói, vương tộc mạnh lắm.
Kiếm Linh bình tĩnh đáp, ừm. Vân Kỳ chợt không biết nói gì hơn, thái độ này của ngươi không tốt lắm. Kiếm Linh tiếp tục giúp Diệp Huyền trấn áp huyết thống, không nói lời nào. Vân Kỳ lắc đầu, không nói nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mà màu máu trong mắt hắn cũng đang rút lui dần. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng hắn bây giờ bị thương thật sự rất nặng, thân thể nứt toác, ngũ tạng đều bị tổn hại. Kiếm Linh nhìn Diệp Huyền, không sao chứ? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, vẫn ổn. Kiếm Linh nói, lần này thân thể của ngươi đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi, phải tu dưỡng một lúc mới được. Diệp Huyền gật đầu. Nói rồi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Kiếm Linh liếc mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó đứng dậy rời đi. Vân Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó nói, người giỏi đánh nhau ghê, dám lấy một địch 10 cơ. Diệp Huyền lắc đầu cười. Hắn cũng đâu ngờ bản thân có thể lấy một đánh 12, còn giết được hai vị thiên vị cảnh. Thân thể. Hoàn toàn là vì thân thể hắn đủ mạnh. Nếu không thì 12 người cùng xông lên, hắn không trụ được nổi một hiệp đâu. Cường giả thiên vị cảnh vẫn rất kinh khủng. Nhưng trận đánh này cũng giúp hắn tự tin hơn nhiều, cường giả thiên vị cảnh bình thường căn bản không còn bất kỳ nguy hiểm gì với hắn nữa, trừ khi có hàng chục trở lên, nếu không thì chẳng làm gì được hắn. Vân Kỳ đột nhiên nói, trước tiên ngươi chữa thương cho lành đi đã. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tĩnh khí ngưng thần. Lần này hắn bị thương thật sự quá nặng. Thấy Diệp Huyền chữa thương, Vân Kỳ cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Đạo giới. Sau khi vị thiên đạo chợ đen kia rời khỏi, ông ta cảm thấy nên báo cáo tất cả sự tình lại cho đạo thần. Bên một hồ nước nào đó, đạo thần ngồi yên lặng, trước mặt nàng ta chính là vị thiên đạo kia. Thiên đạo chợ đêm thuật lại mọi chuyện xong thì cung kính đứng sang một bên, đợi chỉ thị tiếp theo. Đạo thần im lặng một lát rồi nói, ta biết rồi. Nghe vậy, thiên đạo chợ đen sửng sốt. Đạo thần nói, lui xuống đi, tạm thời đừng về chợ đen. Thiên đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đạo thần nhìn mặt hồ phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một cô gái đi tới bên cạnh đạo thần, nàng ta cười nói, vương tộc và kháo sơn vương kia vừa đụng độ nhau rồi. Đạo thần liếc mắt nhìn cô gái, Mộng Nguyên, người thấy đây là chuyện tốt à? Mộng Nguyên cười nói, chí ít không phải chuyện xấu. Đạo thần trầm mặc. Mộng Nguyên tiếp tục nói, người không cảm thấy mấy năm gần đây kháo sơn vương kia rất quá đáng sao? 5 lần 7 lượt phá hoại quy củ, phá vỡ trật tự. Nói rồi, trong mắt nàng ta ánh lên một tia sáng lạnh, nếu cứ tiếp tục như thế, e là hắn sẽ thật sự thành lập một ngoại trật tự mất. Đạo thần im lặng. Mộng Nguyên cười nói, ta biết người đang lo lắng điều gì, không thể không nói người phụ nữ của thư viện kia đúng là rất mạnh, nhưng vương tộc tất nhiên sẽ không ngồi yên. Để họ đối đầu với nhau, ta thấy cũng chẳng có gì là xấu. Trong mắt đạo thần vẫn có sự lo lắng. Mộng Nguyên cười nói, người cũng nhìn không thuận mắt hắn lâu rồi đúng không? Đạo thần trầm mặc. Mộng Nguyên khẽ cười nói, lần này chúng ta chờ xem thử. Rốt cuộc là chỗ dựa của Kháo Sơn Vương mạnh hay là chỗ dựa của vương tộc mạnh? Nói xong, nàng ta cười nhìn đạo thần. Đạo thần im lặng một lúc, sau đó nói, vậy chờ xem sao. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyền vẫn đang chữa thương. Bây giờ vết thương của hắn đã khôi phục được ít nhiều. Diệp Huyền ngồi dậy, hắn hít sâu một hơi, không thể không nói, trận chiến đó tuy hắn bị đánh rất thảm, nhưng cũng vô cùng đã tay. Đã lâu rồi hắn chưa đánh nhau một cách sảng khoái như vậy. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền xòe tay ra, đạo hoàn lại xuất hiện trong tay hắn, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, huynh có biết đạo hoàn này không? Bút đại đạo nói, không biết. Diệp Huyền hỏi ngược lại, huynh không biết. Bút đại đạo nói, chủ nhân có rất nhiều bảo vật, sao ta có thể biết hết được? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy huynh có biết thứ này dùng thế nào không? Bút đại đạo lại đáp, không biết. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái bút này đúng là hàng tạm bợ, bất tài vô dụng. Diệp Huyền. Bút đại đạo khẽ thở dài, hay là.
Sau này có dịp thì cậu đưa ta cho muội muội cậu cải tạo lại đi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Cải tạo lại. Bút đại đạo vẫn âm mưu ý đồ này. Bút đại đạo tiếp tục nói, lâu lắm rồi ta chưa được thăng cấp. Thử đưa cho muội muội cậu cải tạo ta đi, nền tảng của ta rất tốt, chỉ hơi cải tạo lại một chút thôi là chắc chắn hữu dụng hơn tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu cười, để xem đã. Thật ra hắn cũng cảm thấy có thể bảo Thanh Nhi cải tạo lại tiểu tháp và bút đại đạo một chút, tiểu tháp thì ổn rồi, chỉ cần công năng nghịch thời không này vẫn còn, nó sẽ luôn luôn hữu dụng. Còn bút đại đạo này thì khác, hiện tại đúng là nó quá vô dụng. Nghe Diệp Huyên đồng ý, bút đại đạo lập tức thấy hưng phấn vô cùng. Thời điểm thay đổi bút phận đến rồi. Đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ. Cười nói, Vân Kỳ cô nương, đa tạ. Nếu không phải có Vân Kỳ giúp đỡ, có lẽ hắn còn thảm hơn bây giờ. Vân Kỳ quan sát Diệp Huyên một lượt, lành thương rồi. Diệp Huyên gật đầu. Vân Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, ta phải trở về rồi. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ, nàng ta lại nói, ngươi về với ta đi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Vân Kỳ khẽ lắc đầu, vương tộc biết ta cứu ngươi rồi. Nên giờ họ đang tìm mấy trưởng lão cấp cao trong nhà họ Vân. Nếu ta không dẫn ngươi về thì bọn họ sẽ làm phiền đến vân tộc ta mất. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nói với vẻ vô tội, mà trước tiên chắc ngươi nên bồi thường cho ta vài trăm triệu đạo tinh chứ nhỉ. Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ thật sự đến vân tộc của cô rồi à? Vân Kỳ gật nhẹ đầu, đúng thế. Bây giờ gia tộc bảo ta lập tức trở về. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta về cùng cô. Đây là chuyện giữa hắn và vương tộc, đương nhiên hắn không thể liên lụy đến Vân Kỳ và vân tộc được. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Vân Kỳ nhìn hắn, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên cười nói, sao lại không chắc? Vân Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ở vân tộc ta bây giờ có ít nhất 20 cường giả thiên vị cảnh. Nếu ngươi đi, ngươi sẽ biết hậu quả đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, nếu ta không muốn đi, cô sẽ làm gì với vân tộc của cô? Vân Kỳ im lặng. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn lập tức dẫn Vân Kỳ rời khỏi tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, đi thôi, đi đến vân tộc các cô. Vân Kỳ cười hỏi, thật sự muốn đi à? Diệp Huyên tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô cảm thấy ta đang nói đùa với cô ư. Vân Kỳ im lặng một lát rồi đáp, vậy thì đi. Diệp Huyên gật đầu, hai người biến mất khỏi vị trí ban đầu. Trong lối đi thời không, Diệp Huyên và Vân Kỳ nhanh chóng di chuyển. Vân Kỳ đột nhiên mở lòng bàn tay, một cái đạo hoàn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ta làm xong rồi. Diệp Huyên nhìn đạo hoàn kia, sau đó nói, tác dụng. Vân Kỳ cười nói, yên tâm, sẽ không thua kém gì hàng thật đâu. Diệp Huyên cười nói, cô đúng là một nhân tài. Vân Kỳ cười hì hì hai tiếng. Diệp Huyên cẩn thận quan sát đại hoàn một lúc, sau đó cất đi. Lúc này, Vân Kỳ cất lời, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút về vương tộc. Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười khẽ, tùy tiện nói, ta không có hứng thú với một gia tộc sắp bị tiêu diệt. Vân Kỳ. Đạo giới. Đạo thần ngồi xếp bằng ven hồ. Bên cạnh nàng ta là một đóa sen màu tím đậm. Đạo Liên. Đây có thể nói là thần vật mạnh nhất hiện tại ở đạo giới. Lúc này, Mộng Nguyên đi tới chỗ cách đạo thần không xa, nàng ta cười nói, vừa nhận được tin tức, Kháo Sơn Vương kia đã trở về vân tộc cùng với Vân Kỳ rồi. Nghe vậy, đạo thần chậm rãi mở mắt ra, Mộng Nguyên nói tiếp, lần này, chắc chắn bọn họ sẽ đổ máu. Sắc mặt đạo thần vô cùng bình tĩnh, vậy ư? Mộng Nguyên nhếch môi, lần này nhất định sẽ to chuyện. Ta muốn xem thử người sau lưng Kháo Sơn Vương kia có thể giải quyết được không? Thanh Khâu. Nghĩ đến người phụ nữ kia, đạo thần không khỏi nhíu mày. Lúc trước nàng ta từ gặp Thanh Khâu, khi đó, người phụ nữ kia cho nàng ta một cảm giác là sâu không lường được. Việc này khiến nàng ta mơ hồ cảm thấy bất an. Lúc này, Mộng Nguyên ở bên cạnh chợt nói, không cần lo lắng, lần này cũng không phải chúng ta đấu với hắn, mà là vương tộc, chúng ta chỉ cần hóng chuyện mà thôi.
Đạo thần gật đầu, nhớ kỹ, lần này đạo giới chúng ta không được nhúng tay vào. Mộng Nguyên gật đầu, đương nhiên rồi. Lúc này, đạo thần lại nói, đã tìm thấy vô biên chủ chưa? Mộng Nguyên đáp, vừa tìm thấy rồi. Đạo thần lập tức đứng dậy, đi thôi. Sau đó, nàng ta và Mộng Nguyên lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Trong một tinh không không biết tên nào đó, vô biên chủ đang đi lại đột nhiên dừng bước. Tăng vô bên cạnh ông ta hỏi với vẻ khó hiểu, vô biên. Vô biên đáp, có người đến. Tăng vô đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, làm gì có ai. Vô biên chủ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tăng vô, im lặng đi. Tăng vô. Lúc này, thời không trước mặt ba người đột nhiên nứt ra, sau đó, hai cô gái chậm rãi xuất hiện. Hai người vừa xuất hiện chính là đạo thần và Mộng Nguyên kia. Thấy hai cô gái, vô biên chủ bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Đạo thần nhìn vô biên, có hứng thú gia nhập đạo giới của ta không? Vô biên lắc đầu, không có hứng thú. Đạo thần trầm giọng nói, ông muốn du đãng bên ngoài cả đời như thế à? Vô biên chủ lạnh lùng nói, còn chuyện gì nữa không? Đạo thần hơi nhíu mày. Lúc này, vô biên chủ lập tức dẫn hai người đi về phía xa. Đạo thần chợt nói, ông biết thiếu niên tên Diệp Huyên kia đúng không? Nghe vậy, vô biên chủ dừng bước, ông ta quay đầu nhìn về phía đạo thần, cô gây chuyện với hắn à? Đạo thần lắc đầu, là hắn gây chuyện với vương tộc. Vương tộc. Vô biên chủ cau mày, chính là cái thế lực cùng với chủ nhân bút đại đạo trước kia. Nói đến đây, ông ta im lặng. Đạo thần gật đầu. Đạo thần nhìn vô biên chủ, ông khá thân thiết với hắn, tốt nhất nên khuyên hắn, bảo hắn khiêm tốn một chút. Vô biên chủ nhìn đạo thần, tại sao cô cảm thấy ta rất thân thiết với hắn? Đạo thần đáp, hai người đều đến từ vũ trụ vô biên. Vô biên chủ khẽ thở dài, nữ nhân ngu đốt. Nghe vậy, sắc mặt đạo thần lập tức trở nên lạnh lùng. Mộng Nguyên ở bên cạnh cũng híp mắt lại, tốt nhất ông nên nói chuyện khách sáo chút đi. Vô biên chủ vung tay áo. Oanh! Mộng Nguyên lập tức bị một lực lượng đáng sợ đánh bay mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, nàng ta nhìn về phía vô biên chủ bằng nét mặt tràn đầy sự sợ hãi. Vô biên chủ lạnh lùng nhìn Mộng Nguyên, bây giờ biết bản thân là cái thá gì chưa? Sắc mặt Mộng Nguyên vô cùng khó coi. Vô biên chủ nhìn đạo thần ở một bên, ta biết các cô không thích Kháo Sơn Vương, cho rằng hắn luôn khiêu chiến trật tự, phá hoại quy tắc, ảnh hưởng đến lợi ích của các cô, nhưng, nể mặt một người trước đây, ta nhắc nhở cô một câu, người này có thể không động vào thì tốt nhất đừng động vào, nếu không cô muốn khóc cũng không khóc được đâu. Nghe vậy, đạo thần nhíu chặt mày, vô biên, rốt cuộc hắn là ai? Vô biên chủ lạnh nhạt đáp, Kháo Sơn Vương. Đạo thần nói với giọng điệu nặng nề, ta biết hắn là Kháo Sơn Vương, ta muốn biết lai lịch của hắn. Vô biên chủ khẽ thở dài, suy xét thấu đáo ba chữ Kháo Sơn Vương này đi. Sau đó, ông ta không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía xa. Tăng vô và thần minh vội vàng đuổi theo. Đạo thần đứng tại chỗ nhíu chặt mày. Lúc này, Mộng Nguyên kia trầm giọng nói, người này. Đạo thần nhìn nàng ta, sau đó nói. Ngươi nên vui và tính tình ông ta đã dễ chịu hơn, nếu không khi nãy ngươi đã chết rồi. Mộng Nguyên im lặng, đạo thần nhìn về phía xa, khẽ lẩm bẩm, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên và Vân Kỳ đi tới vân giới, vừa đi vào vân giới, Diệp Huyên đã phát hiện mười mấy hơi thở đáng sợ đang bao vây hắn. Vân Kỳ cười nói, đừng lo lắng, là người của vân tộc ta. Nghe vậy, Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Kỳ, ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Vân Kỳ, về rồi à? Vân Kỳ gật đầu, về tộc thôi. Nhưng ông lão lại nhìn về phía Diệp Huyên bằng ánh mắt lạnh như băng. Vân Kỳ nhìn ông lão, ta nói về tộc, có phải ông nghe không hiểu không? Ông lão thầm hoảng hốt, vội vàng đáp, vâng. Nói xong, ông ta cung kính hành lễ, sau đó lùi sang một bên. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Dứt lời, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên xoay người rời đi. Trên đường đi, Diệp Huyên cất tiếng hỏi, không kéo thêm phiền phức cho cô đó chứ?
Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, ngươi cho ta chút tiền đi. Diệp Huyên cạn lời. Vân Kỳ nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đi tới trước một tòa đại điện, lúc này, trước cửa đại điện là một ông lão áo đen. Ông lão áo đen cúi người hành lễ với Vân Kỳ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Vân Kỳ nói, ta dẫn hắn vào đây. Ông lão áo đen lập tức tỏ vẻ khó xử. Vân Kỳ cười nói, thế nào, ta lâu rồi không về, cho nên lời ta nói đều không có ai nghe à? Nghe vậy, ông lão áo đen vội nói, không dám. Sau đó, ông ta lùi sang một bên. Vân Kỳ dẫn Diệp Huyên đi vào trong đại điện, vừa bước vào trong, Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Trong đại điện có khoảng 36 người. Mà 36 người này đều là cường giả thiên vị cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Huyên khẽ thở dài, thiên vị cảnh cũng sắp thành cải trắng rồi. Lúc này, Vân Kỳ cười nói với Diệp Huyên, những thiên vị cảnh này là vân tộc ta mất mấy trăm triệu năm mới đào tạo ra được đấy. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, cô dẫn ta đến đây. Vân Kỳ đáp, lát nữa ngươi sẽ biết. Lúc này, mọi người trong điện đột nhiên hành lễ với Vân Kỳ. Vân Kỳ hỏi, ra ra đâu? Lúc này, một ông lão cung kính đáp, tiểu thư, lão tổ nói tất cả mọi người đều để cô xử lý. Vân Kỳ cười hỏi, vậy à? Ông lão gật đầu, đúng thế. Vân Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, có lẽ mọi người đều biết người bên cạnh ta là ai. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Vân Kỳ lại nói, Diệp công tử này là bạn ta. Nghe vậy, mọi người trong điện lập tức nhíu mày. Vân Kỳ thẳng thừng ngồi lên vị trí đầu, sau đó nói, ta muốn bảo vệ hắn. Nghe thấy lời này, mọi người trong điện đều sửng sốt. Lúc này, ông lão áo đen dẫn đầu bên trái đứng dậy, ông ta nói với giọng điệu nặng nề, tiểu thư, hắn là người vương tộc muốn. Vương tộc. Vương tộc cũng có thể xem là một trong những thế lực khiến vân tộc phải kiêng dè. Dù là vân tộc cũng không muốn gây chuyện với vương tộc. Đây là thế lực có quan hệ với chủ nhân bút đại đạo đấy. Mọi người trong điện đều vội vàng đứng ra, bắt đầu khuyên răng. Diệp Huyên nhìn mọi người trong điện, sau đó nhìn về phía Vân Kỳ, cười nói, Vân Kỳ cô nương, ta xin nhận tấm lòng của cô. Nhưng chuyện của vương tộc, ta sẽ tự. Không được. Vân Kỳ ngắt lời hắn, ta cứ muốn bảo vệ ngươi đấy. Diệp Huyên cạn lời. Vân Kỳ nhìn thoáng qua những người trong đại điện, sau đó nói, các ngươi đừng có nói nhảm nữa. Hôm nay, ta nhất định phải bảo vệ Diệp công tử. Vân tộc ta phải chiến đấu đến người cuối cùng vì Diệp công tử. Nghe vậy, mọi người trong điện tỏ vẻ ngạc nhiên, thiếu tộc trưởng này bị điên rồi ư. Diệp Huyên cũng sửng sốt. Người phụ nữ này đang diễn tuồng gì vậy? Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nhìn về phía ông lão áo đen dẫn đầu, tam thúc, truyền tin cho vương tộc ta nhất định phải bảo vệ Diệp công tử này. Nếu bọn họ muốn giết Diệp công tử thì phải bước qua xác tất cả người của vân tộc ta. Nghe vậy, mọi người trong điện đều trợn mắt há mồm. Đây chẳng phải là tuyên chiến với vương tộc à? Mọi người đều tỏ vẻ ngơ ngác. Có chuyện gì thế này? Lúc này, tam thúc của Vân Kỳ do dự một lát. Sau đó nhìn nàng ta, nhà đầu, có phải cháu mang thai rồi không? Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. Vân Kỳ cũng sửng sốt. Tam thúc lại nhìn Diệp Huyên, xem chuyện tốt ngươi gây ra đi. Diệp Huyên, không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyên quả thật có hơi ngơ ngác. Đứa nhỏ là của mình. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, cô có con rồi. Vân Kỳ trừng mắt với Diệp Huyên. Sau đó nhìn về phía tam thúc, người đang nói cái gì vậy? Tam thúc trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, người bảo vệ hắn như vậy, ngoài nguyên nhân này ra, ta thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân khác. Nói xong, ông ta thấp giọng thở dài. Trong điện, sắc mặt của mọi người cũng trở nên phức tạp. Chẳng lẽ thiếu tộc trưởng của mình thật sự có mối quan hệ không chính đáng với thiếu niên này? Lúc này, Vân Kỳ nói, không phải ông nội nói tất cả mọi chuyện trong tộc đều do ta làm chủ sao? Quyết định của ta chính là những gì ta vừa nói. Vân tộc ta cùng tiến cùng lùi với Diệp công tử. Trong điện, sắc mặt mọi người trầm xuống. Thiếu tộc trưởng muốn đặt cược cả vân tộc vì người đàn ông này. Lúc này, tam thúc kia đột nhiên nói, thiếu tộc trưởng,
ngươi không biết điều này có nghĩa là gì. Nghĩa là vân tộc ta có thể sẽ phải vạn kiếp bất phục vì quyết định này. Đó là vương tộc. Vân Kỳ đột nhiên thấp giọng thở dài, ông nội không phải đã nói hết thảy đều do ta làm chủ sao? Tam thúc trầm giọng nói, ta biết, cũng không nghi ngờ quyền lực của thiếu tộc trưởng, chỉ là, việc này liên quan đến tương lai của vân tộc, ta không thể không nhắc nhở thiếu tộc trưởng, ta nhìn thái độ của vương tộc, bọn họ rõ ràng là không giết vị Diệp công tử này không được, nếu chúng ta cố chấp bảo vệ như vậy, việc này chẳng khác nào vả mặt vương tộc, bọn họ ắt sẽ liều mạng với chúng ta. Khi đó, toàn tộc sẽ rơi vào mối nguy lớn, thiếu tộc trưởng. Vân Kỳ khoát tay áo, ta biết những gì mà ngươi nói, nhưng mà, quyết định của ta sẽ không thay đổi. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trong điện đều trở nên khó coi. Vân Kỳ đứng dậy, nàng ta nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, ta là thiếu tộc trưởng, ta đương nhiên sẽ nghĩ cho vân tộc. Việc này không cần thảo luận nữa, cứ quyết định như vậy. Nghe vậy, mọi người trong điện hai mặt nhìn nhau. Tam thúc đột nhiên nói, không được. Vân Kỳ nhìn về phía tam thúc trầm giọng nói, việc này, không thể để ngươi làm bừa. Vân Kỳ đột nhiên nói, người đâu? Thanh âm vừa dứt, hai ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Mọi người trong điện nhìn thấy hai người này, sắc mặt lập tức thay đổi. Vân Kỳ nhìn tam thúc ở phía dưới, tam thúc già rồi. Nên về hưu rồi, từ hôm nay trở đi, tam thúc không được nhúng tay vào bất kỳ việc gì trong tộc nữa. Nghe vậy, mọi người trong điện lập tức thay đổi sắc mặt. Tam thúc kia cũng ngây người tại chỗ. Lúc này, hai ông lão áo đen kia xuất hiện ở trước mặt tam thúc, một ông lão áo bào đen trong số đó nói, tam trưởng lão, đi thôi. Tam trưởng lão nhìn về phía Vân Kỳ, cả giận nói, ngươi sẽ khiến cả vân tộc vạn kiếp bất phục. Vân Kỳ phất phất tay, hai ông lão áo đen lập tức mang tam thúc đi. Trong điện, mọi người không dám nói nữa. Vân Kỳ nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói, ta nói một lần cuối cùng, nếu ta đã lựa chọn trở về, vậy từ hôm nay trở đi, tất cả mọi chuyện của vân tộc đều do ta làm chủ. Còn nữa, Diệp công tử ta chắc chắn sẽ bảo vệ. Nếu còn ai dám ngăn cản, vậy ngươi liền từ chức đi. Mọi người. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trong điện, ông lão trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, người của vương tộc đến rồi. Vương tộc. Nghe vậy. Sắc mặt của mọi người trong tộc lập tức trở nên khó coi. Vân Kỳ nói, cho hắn ta vào đi. Ông lão cung kính hành lễ, xoay người lui ra. Rất nhanh, một cô gái bước vào, cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng đơn giản, trong tay nắm một chiếc quạt giấy, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Mọi người trong điện nhìn thấy người này, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Vương tộc. Đại tộc này là sự tồn tại khủng bố có thể ra lệnh đạo giới. Sau khi cô gái tiến vào trong điện, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, vị này chính là Diệp công tử đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười nói, Diệp công tử, ta có thể cảm nhận được, đạo giới ở trên người ngươi. Diệp Huyên cười nói, sau đó thì sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, giết người đoạt bảo, Diệp công tử, ngươi cảm thấy việc này rất đúng sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, về chân tướng của sự việc, ta tin rằng ngươi chắc chắn còn biết rõ hơn ta. Nhưng là, các ngươi sẽ không để ý, đúng không? Cô gái mỉm cười, sau đó xoay người nhìn về phía Vân Kỳ cô nương, trước khi đến ta nghe nói, ngươi muốn đại diện vân tộc bảo vệ vị Diệp công tử này, là thật sao? Vân Kỳ gật đầu, vân tộc ta sẽ cùng tiến cùng lùi với Diệp công tử. Cô gái cười nói, Vân Kỳ cô nương đã cân nhắc kỹ chưa? Vân Kỳ cười nói, sẽ không có sự thay đổi. Cô gái lắc đầu cười, Vân Kỳ cô nương, theo ta được biết, vân tộc phát triển đến nay, quả thật không dễ dàng. Mà vương tộc và vân tộc cũng không hề có bất cứ ân oán nào, hiện giờ, Vân Kỳ cô nương vì một người ngoài mà khiến người trong tộc rơi vào đường cùng, như vậy thật sự tốt không? Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trong điện đều trở nên hơi phức tạp. Quả thật vậy. Bọn họ rất không đồng ý với quyết định này của Vân Kỳ. Diệp Huyên trung quy vẫn là người ngoài. Vì một người ngoài mà quyết sống chết với vương tộc. Mạng sống của người trong tộc thì không phải mạng sao. Trong lòng mọi người đều có chút bất mãn. Lúc này,
Vân Kỳ thấp giọng thở dài, nàng ta nhìn thoáng qua mọi người trong điện, sau đó nói, ông nội, nếu đã đến rồi thì ra đây đi. Vừa dứt lời, một ông lão đột nhiên xuất hiện. Mọi người trong điện nhìn thấy ông lão, vội vàng hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Người này chính là tộc trưởng hiện giờ của Vân tộc Vân Thiên. Sau khi Vân Thiên xuất hiện, cô gái của Vương tộc mỉm cười, không nói lời nào. Vân Thiên nhìn về phía Vân Kỳ, đây là quyết định của cháu. Vân Kỳ gật đầu. Vân Thiên nhìn Vân Kỳ, cháu có biết hậu quả của việc này không? Vân Kỳ gật đầu. Vân Thiên khẽ lắc đầu, nhà đầu, ta biết cháu làm việc cẩn thận, sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Nhưng là, bất kể cháu là vì nguyên nhân gì, cháu cũng không nên lấy mạng sống và tương lai của cả tộc ra đánh cược. Nghe vậy, cô gái Vương tộc khẽ nhếch khóe miệng. Mọi người trong điện cũng là thở dài nhẹ nhõm. Ý của Vân Thiên, mọi người rõ ràng đều hiểu. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên cười nói, ông nội, cháu hiểu ý của ông rồi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, mọi người trong điện ngây người. Diệp Huyên trầm giọng nói, thật ra, cô không cần phải làm như vậy. Việc này là chuyện riêng của ta, ta có thể tự mình xử lý, cô. Vân Kỳ đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta lập tức đi ra bên ngoài. Lúc này, Vân Thiên đột nhiên nói, nhà đầu, cháu nhất định phải làm như vậy sao? Vân Kỳ dừng bước, nhẹ giọng nói, ông nội, ông vẫn nói muốn trao lại quyền cho cháu, để cho cháu kế thừa tất cả gia tộc, nhưng hiện tại xem ra, cháu làm cái chức gia chủ này không có bất cứ ý nghĩa gì. Ông vẫn là làm chức gia chủ này đi, từ nay về sau, cháu vẫn là người Vân tộc, nhưng cháu là một người tự do rồi. Mọi chuyện của gia tộc, cháu không tham dự vào, các ngươi chọn lại người thừa kế khác đi. Nói xong, nàng ta đi ra ngoài. Diệp Huyên không nói thêm gì, cũng đi theo ra ngoài. Trong điện, Vân Thiên trầm lặng không nói. Lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, Vân Thiên tộc trưởng, chúc mừng ông, Vân tộc có thể không cần diệt tộc nữa rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Sau khi Vân Kỳ và Diệp Huyên rời khỏi Vân tộc, hai người đến một tinh không yên tĩnh, Vân Kỳ nhìn qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta sẽ chết đây sao? Diệp Huyên cười nói, sẽ không. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyên, thực ra, sở dĩ ta làm như vậy, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta muốn trở về gia tộc, làm một tộc trưởng chân chính, dù sao ta cũng đã ở bên ngoài lâu như vậy. Nhưng ta cũng biết, ông nội của ta có lẽ sẽ không thật sự trao lại quyền cho ta. Cho nên, ta đang đánh cược. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô như vậy là không đúng, bởi vì nếu ta là tộc trưởng, có thể cũng sẽ không tán thành quyết định mạo hiểm này của cô. Vân Kỳ cười nói, ta biết, cho nên, ta cũng không có trách bọn họ. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, thực ra, khi bọn họ phủ định cô cũng được thả lỏng. Đúng không? Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, hắn làm sao mà không nhìn ra, Vân Kỳ căn bản không muốn làm tộc trưởng Vân tộc. Mà hiện tại, nàng ta có thể danh chính ngôn thuận rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Vân Kỳ quay đầu nhìn, cười nói, xuất hiện đi. Lúc này, cô gái lúc trước xuất hiện ở trước mặt hai người, cô gái dùng quạt giấy trong tay đập vào lòng bàn tay, cười nói, hai vị thật điềm tĩnh. Vân Kỳ lùi đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nói, người biểu diễn đi. Diệp Huyên cạn lời, ta làm sao biểu diễn? Lấy một đánh 20. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười. Cô gái nhìn Diệp Huyên, trước khi ta đến, có nghe nói Diệp công tử từng một mình đấu với 12 vị cường giả trật tự cảnh, hơn nữa còn giết hai vị, không thể không nói, Diệp công tử quả nhiên là vô cùng yêu nghiệt. Diệp Huyên cười nói, người muốn đấu tay đôi với ta không? Nếu như đánh hội đồng, hắn chắc chắn không đấu. Nhưng nếu như đấu tay đôi, hắn ngược lại muốn đấu một trận. Nếu như đấu tay đôi, hắn cũng không sợ. Đối diện Diệp Huyên, cô gái lại lắc đầu cười, ta không đánh với ngươi, bởi vì thân thể của ngươi đủ dũng mãnh, ta không thể đánh chết ngươi. Diệp Huyên cười nói như vậy, ngươi là muốn đánh hội đồng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi hẳn là biết về vương tộc ta, cho dù không biết, vị vân cô nương đây hẳn là cũng đã nói với ngươi. Mà ngươi tuy đã biết tình hình của vương tộc ta, thế nhưng vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, nghĩ đến, nhất định là có chỗ dựa vào.
Diệp Huyên gật đầu, người phân tích rất đúng. Cô gái cười nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết chỗ dựa của ngươi là gì không? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, ta cảm thấy, chúng ta cũng đừng nhiều lời nữa. Trực tiếp bắt đầu đi, ngươi chọn đấu tay đôi, mà đánh hội đồng ta khẳng định là đánh không lại, đánh hội đồng ta đánh không lại, ta đương nhiên là phải gọi người. Cho nên, gọi người của ngươi xuất hiện đi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, như ngươi mong muốn. Nói xong, nàng ta dùng quạt giấy vỗ nhẹ lên tay, rất nhanh, 36 hơi thở khủng bố đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. 36 vị thiên vị cảnh. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, 36 vị thiên vị cảnh, đủ rồi chứ? Nếu không đủ, ta còn có thể điều động thêm. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, có lẽ là không đủ. Cô gái cười nói, phải không? Nào, đến ngươi biểu diễn rồi. Vân Kỳ kéo ống tay áo Diệp Huyên, ta cũng muốn xem ngươi biểu diễn. Ngươi ra vẻ lâu như vậy, hôm nay đừng có héo đấy. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, đây là nói cái gì vậy? Lúc này, cô gái cười nói, nhanh lên đi, mọi người đều khá là bận. Diệp Huyên gật đầu, mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên khẽ run lên, tiếp đó, thời không bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, một cô gái mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Cô gái kia nhìn thấy cô gái váy dài, nhíu mày lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, chỉ gọi một người. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nụ cười dần lạnh, ngươi là đang coi thường ai? Nàng ta có cảm giác bị sỉ nhục. Diệp Huyên, cô gái váy trắng nghe thấy lời cô gái kia nói, quay đầu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt bình lặng như nước giống như là đang nhìn một con kiến. Ở trong mắt nàng, ngoài người đàn ông bên cạnh ra, ai mà không phải là con kiến. Một bên, Vân Kỳ nhìn cô gái váy trắng. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, sự việc hình như có chút nghiêm trọng. Đây chính là chỗ dựa vững chắc phía sau Diệp Huyên sao? Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ca. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, cô gái kia đột nhiên cười nói, ta thật không ngờ, người thế nhưng chỉ gọi một người đến. Thật sự là làm cho người ta thất vọng, ngươi. Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang trực tiếp biến mất vào trong cổ họng của cô gái kia. Suy. Giọng nói của cô gái im bặt. Giữa tinh không, mọi người sửng sốt. Thanh Nhi nhìn thấy cô gái trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, người có phải là cảm thấy bản thân rất giỏi nói chuyện không? Cô gái hoảng sợ nhìn cô gái váy trắng, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm. Nàng ta vậy mà ngay cả lực đánh trả cũng không có. Phải biết rằng, nàng ta là cường giả thiên vị cảnh. Diệp Huyên nhìn cô gái, thấp giọng thở dài, ta đã nhìn thấy rất nhiều lần loại biểu cảm như của ngươi rồi. Cô gái. Bên cạnh Diệp Huyên, Vân Kỳ nhìn Thanh Nhi, trong mắt chỉ có căng thẳng. Cô gái này là thiên vị cảnh, thế nhưng ở trước mặt cô gái váy trắng, nàng ta ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có. Đúng lúc này, những cường giả thiên vị cảnh ở bốn phía đột nhiên bao vây Thanh Nhi. Thanh Nhi nhíu mày, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ngay sau đó, kiếm hành đạo bay ra. Vèo. Trong nháy mắt, đầu của 36 vị cường giả thiên vị cảnh đồng loạt bay ra ngoài. Máu tươi phun ra như suối, vô cùng đẫm máu. 36 người đều trực tiếp bị xóa sổ. Nhìn thấy một màn này, cô gái kia nhìn Thanh Nhi giống như nhìn quỷ vậy. Thanh Nhi lần đầu tiên ra tay, nàng ta vẫn chưa chấn động như vậy. Nàng ta chỉ cảm thấy là do nàng ta sơ suất, hơn nữa đã đánh giá thấp thực lực của cô gái váy trắng này. Mà giờ phút này Thanh Nhi ra tay làm cho nàng ta hiểu được, các nàng và cô gái váy trắng này căn bản không phải cùng một tầng lớp. Sự chênh lệch này không phải lớn bình thường. Mà một bên, sắc mặt của Vân Kỳ vào lúc này cũng trở nên nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Một kiếm giết sạch 36 vị thiên vị cảnh. Thực lực phải khủng bố đến mức độ nào? Vân Kỳ nhìn thật sâu vào Diệp Huyên, giờ phút này, nàng ta rốt cục đã hiểu được vì sao Diệp Huyên lại không hề sợ hãi như vậy. Mà bên kia, lúc này Vân Thiên và đám người vân tộc cũng thấy được một màn này. Khi nhìn thấy cô gái váy trắng một kiếm giết sạch 36 vị cường giả thiên vị cảnh, giờ phút này đám người vân tộc đều ngây người.
Cường giả thiên vị cảnh từ khi nào trở nên yếu như vậy? Vân Thiên đứng đầu nhìn thoáng qua Vân Kỳ, vẻ mặt phức tạp. Hiện tại ông ta rốt cục biết vì sao Vân Kỳ lại muốn sống chết bảo vệ Diệp Huyên. Đây là một vụ được lời lớn. Vân tộc bán cho Diệp Huyên một ân tình, hơn nữa, còn không cần phải trả cái giá nào. Bởi vì Diệp Huyên chắc chắn sẽ phải gọi người đến. Nhưng mà, Vân tộc đã bỏ lỡ mất cơ hội này. Nghĩ vậy, Vân Thiên nhất thời thở dài trong lòng. Là bản thân đã quá thiển cận rồi. Xa xa, Thanh Nhi nói ca, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên lại lắc đầu, Thanh Nhi, để nàng ta chỉ một phương hướng đi. Thanh Nhi chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái, nhà ngươi ở đâu? Chỉ hướng đi. Cô gái nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ta là người của vương tộc. Vương tộc. Thanh Nhi khẽ gật đầu, chỉ phương hướng. Cô gái trầm giọng nói, ta là người của vương tộc. Vương tộc. Thanh Nhi nhíu mày, ta bảo ngươi chỉ phương hướng. Cô gái nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ngươi không biết vương tộc. Thanh Nhi nhìn cô gái với ánh mắt lạnh lùng, yếu không đáng buồn, đáng buồn là không biết bản thân mình yếu. Gương mặt cô gái vô cùng khó coi, từ trước tới nay, nàng ta lần đầu tiên bị người khác nói mình yếu. Đúng lúc này, một hơi thở khủng bố đột nhiên đánh úp lại từ tinh không xa xa. Cô gái nhận ra hơi thở này, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hưng phấn nói, đại trưởng lão. Đúng lúc này, Thanh Nhi phất tay áo, kiếm hành đạo bay ra. Suy! Chỗ sâu trong tinh không, một cái đầu trực tiếp bay ra. Cô gái biểu cảm cứng đờ. Thanh Nhi nhìn cô gái, hỏi ngươi một lần cuối cùng, vương tộc ở nơi nào? Diệp Huyên kéo tay áo Thanh Nhi, sau đó nói, Thanh Nhi, muội có thể tự cảm ứng được không? Thanh Nhi nhẹ giọng nói, nếu như huynh không ngại, ta có thể hủy diệt vũ trụ bừa. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ, hắn vội vàng nhìn về phía cô gái kia, ngươi đừng làm mất thời gian nữa. Nhanh chỉ một phương hướng, đây coi như là làm việc thiện rồi. Hắn thật sự sợ Thanh Nhi sẽ hủy diệt vũ trụ một cách bừa bãi. Một kiếm chém xuống, sợ là trực tiếp chết hết. Cô gái nghe thấy Thanh Nhi còn muốn biết vương tộc ở đâu, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nàng ta thật không ngờ, thực lực của cô gái trước mặt khủng bố như vậy, nhưng không biết vương tộc. Điều này không bình thường. Chính vào lúc này, xa xa tinh không đột nhiên xuất hiện một hơi thở hùng mạnh, ngay sau đó, một ông lão xuất hiện ở bên cạnh cô gái. Ông lão nhìn thấy Thanh Nhi, vẻ mặt nghiêm túc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thanh Nhi nhìn thoáng qua ông lão, ngươi không xứng biết. Nói xong, kiếm hành đạo đột nhiên bay ra. Bù! Ông lão bị một kiếm này xóa sổ trong nháy mắt. Bị xóa sổ hoàn toàn. Cô gái nhìn thấy cảnh này, biểu cảm cứng đờ. Thanh Nhi đột nhiên nói, nếu ngươi đã không muốn, vậy không cần phải nói nữa. Nói xong. Kiếm hành đạo đột nhiên quét một nhát. Đầu cô gái trực tiếp bay ra ngoài. Xóa sổ. Thanh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua đám người Vân Thiên ở một bên, thấy thế, đám người Vân Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, đều lùi mạnh về sau. Vân Thiên vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không cùng một phe với vương tộc. Chúng ta là cùng phe với Diệp công tử. Vân Kỳ lạnh nhạt nói, ông nội, lúc trước không phải ông nói không cùng phe với Diệp công tử sao? Hiện tại như thế nào lại thay đổi rồi? Vân Thiên nhất thời bị dọa sợ, nha đầu, cháu đừng nói đùa vào lúc này thế chứ. Ông ta xem như đã nhìn ra. Tính khí của cô gái váy trắng này không phải nóng nảy bình thường, sơ ý một cái, vân tộc sợ là sẽ bị giết cả tộc. Vân Kỳ bĩu môi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi, bọn họ không phải kẻ địch của ta. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Nàng ta đạp nhẹ chân phải. Trong nháy mắt, cả tinh không rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí bắt đầu tan biến. Là bản nguyên. Bản nguyên của vũ trụ này vậy mà đang bắt đầu dần mất đi. Diệp Huyên khó hiểu địa nhìn Thanh Nhi, lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Nhi cách đó không xa. Người đến đúng là thiên đạo của nơi đây. Ông lão hoảng sợ nói, các hạ. Thanh Nhi nhìn ông lão, vương tộc ở nơi nào? Nghe vậy, ông lão lập tức liền quỳ xuống, run giọng nói, các hạ, ta.
ta không dám nói, mong các hạ đừng khiến ta khó xử. Vương tộc. Đây tuyệt đối không phải thế lực mà một thiên đạo nhỏ bé như ông ta có thể chọc vào, chớ nói ông ta, cho dù cả đạo giới cũng không thể chọc vào. Thanh Nhi nhìn ông lão đang quỳ trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng ca, xem ra mối họa lần này huynh chọc vào có chút thú vị. Diệp Huyên. Thanh Nhi nhìn ông lão trước mặt, người dẫn chúng ta đến vương tộc, người yên tâm, sau này vương tộc sẽ không đến báo thù ngươi. Bởi vì sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn vương tộc nữa. Thế gian không còn vương tộc. Một bên, Vân Kỳ nhìn thật sâu vào Thanh Nhi. Khoác lác sao? Không. Cô gái trước mặt không giống với Diệp Huyên, nàng ta thật sự tin cô gái váy trắng có thể tiêu diệt vương tộc. Thiên đạo nghe những lời cô gái váy trắng nói, hơi do dự một chút, sau đó run giọng nói các hạ. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp thiếu, ta. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi. Thiên đạo lập tức xoay người biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Diệp Huyên cạn lời, mình có đáng sợ như vậy không? Thật là. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ta có cách rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, sau đó nắm chặt lại, trong nháy mắt, thời không xung quanh trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên và Vân Kỳ đều sửng sốt. Đây là muốn làm cái gì? Đúng lúc này, trước mặt Thanh Nhi, một bóng dáng mờ ảo đột nhiên xuất hiện, dần dần, cái bóng kia ngưng thành thật. Diệp Huyên và Vân Kỳ nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Bởi vì người này chính là cô gái mà cô gái váy trắng vừa mới giết. Đây là sống lại ngay tại chỗ. Đầu óc Diệp Huyên ong ong, giống như bị đánh đòn nghiêm trọng. Vân Kỳ cũng là vẻ mặt khó có thể tin được nhìn một màn trước mắt, một màn này đã vượt xa nhận thức của nàng ta. Đây là cái thao tác gì? Giờ phút này Diệp Huyên và Vân Kỳ đều đã hóa đá tại chỗ. Không thể không nói, bọn họ thật sự chấn kinh. Rất nhanh, cô gái bị cô gái váy trắng chém chết lúc trước lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên kia, đám người vân tộc đã hóa đá tại chỗ. Một màn này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Quá điên rồ. Mà sau khi cô gái xuất hiện, nàng ta mông lung nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng ta lại nhìn về phía cô gái váy trắng trước mặt. Khi nhìn thấy cô gái váy trắng, nàng ta như mất hồn, ta đã chết chưa? Cô gái váy trắng nhìn cô gái, đã chết, nhưng ta đã kéo ngươi từ quy khư chi địa về. Mọi người. Cô gái hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là, cô gái váy trắng khẽ lắc đầu, ta là ai? Đây không phải là điều ngươi nên quan tâm. Dẫn ta đến vương tộc. Vương tộc, cô gái đột nhiên phát điên nói, ngươi muốn diệt vương tộc. Ngươi thế nhưng muốn diệt vương tộc ha ha. Cô gái váy trắng nhìn cô gái, không nói lời nào. Lúc này, cô gái đột nhiên cười một cách điên cuồng nói, vương tộc ở ngay bên phải đạo vực. Ngươi có bản lĩnh thì đi tiêu diệt đi, ngươi đi đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi có phải là đã chịu phải kích thích rồi không? Nghe vậy, cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, đang muốn nói chuyện, lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên chém một kiếm ra. Suy! Một kiếm này xuyên thẳng qua giữa hai chân mày cô gái. Thân thể cô gái cứng đờ. Rất nhanh, thân thể nàng ta đã biến mất hoàn toàn khỏi đây. Một bên, Vân Kỳ khẽ lắc đầu, một ngày bị giết hai lần. Thật đáng thương. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng đột nhiên nói, huynh, đi vương tộc. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái váy trắng, Thanh Nhi không xuất kiếm ở đây sao? Cô gái váy trắng nói, ta muốn làm chút chuyện lớn. Đi thôi. Nói xong, nàng ta kéo tay Diệp Huyên. Biến mất tại chỗ. Vân Kỳ vội vàng nói, dẫn theo cả ta nữa, ta còn cả ta. Mọi người. Vân Kỳ vừa dứt lời, kiếm quang đột nhiên bao phủ nàng ta, tiếp đó, thân hình nàng ta vụt biến mất. Đột nhiên không thấy ba người Diệp Huyên đâu, cường giả vân tộc ở đằng xa đều lộ vẻ mặt phức tạp, nhất là tộc trưởng Vân Thiên, ông ta là cường giả đứng đầu vân tộc, những gì xảy ra ngày hôm nay quả thật đã phá bỏ những nhận thức trước giờ của ông ta. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có đánh chết bọn họ cũng không thể tin trên thế gian lại có người mạnh đến như vậy. Giết thiên vị cảnh như ngoé.
hơn nữa lại còn phục sinh người đã bị giết. Hành động gì không biết. Quá khủng bố. Thủ lĩnh Vân Thiên bỗng thấp giọng thở dài, đi thôi. Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi. Một ông lão trong tộc bất ngờ lên tiếng, thiếu tộc trưởng, cô ấy. Vân Thiên khẽ lắc đầu, con bé sẽ không về nữa đâu. Đám người nghe thấy vậy đều im lặng. Đạo giới. Đạo thần đang nhắm mắt, trước mặt nàng ta là Mộng Nguyên. Một lát sau, đạo thần mở mắt ra, một kiếm giết chết 36 thiên vị cảnh. Mộng Nguyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng nặng nề, vâng. Đạo thần đứng dậy nhìn về phía chân trời, trong mắt thoáng lóe lên vẻ mờ mịt, cô gái kia. Mộng Nguyên lại nói, hiện giờ nàng ta đang tới vương tộc rồi. Coi bộ là muốn diệt vương tộc. Diệt vương tộc. Đạo thần nói khẽ, mọi chuyện nghiêm trọng rồi. Mộng Nguyên gật đầu, vâng. Đạo thần chậm rãi nắm chặt tay phải, trong mắt ánh lên đôi phần ưu phiền, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Đạo vực. Vương tộc sinh sống tại một nơi đặc biệt, và nơi đặc biệt đó chính là đạo vực. Sở dĩ nơi này đặc biệt là bởi lúc trước nó được chủ nhân của bút đại đạo đích thân tạo ra cho vương tộc. Ở nơi đây có pháp tắc đại đạo thần bí trấn thủ. Chính vì nguyên nhân này nên sau khi đạo vực được dựng xong chưa từng bị xâm lược lần nào. Giờ phút này, cường giả của vương tộc đều tập trung trong đạo điện. Bọn họ đã biết chuyện 36 cường giả thiên vị cảnh bị giết, không những vậy mà những người được phái đi lần sau cũng đều bị giết sạch. Chuyện này khiến bọn họ hiểu rõ lần này mình đã động tới người không nên động rồi. Tại đạo vực, cường giả thiên vị cảnh tuy không phải mạnh nhất, song cũng chẳng kém cỏi, dù gì cũng thuộc tầng lớp cường giả cấp cao. Trong đạo điện lúc này, tộc trưởng vương tộc là Vương Ngôn nhìn một vòng những người có mặt, đừng im lặng nữa, nói gì đi. Lúc này, một lão già ở bên dưới trầm giọng cất lời, việc cấp bách hiện giờ là điều tra được lai lịch của Diệp Huyên và nữ nhân kia. Những người còn lại nghe thấy vậy liền đua nhau gật đầu. Vương Ngô nói, người kia có thể giết chết 30 mấy thiên vị cảnh, chắc chắn không phải người bình thường. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trong điện, trầm giọng báo cáo, nàng ta tới rồi. Tới rồi. Đám người có mặt nghe thấy vậy lập tức nhíu mày. Vương Ngôn híp mắt, cười lạnh, thú vị lắm. Không ngờ lại dám tới thẳng đạo vực. Được lắm, đi, chiếu cố, nàng ta. Dứt lời, một đám cường giả đồng thời biến mất trong điện. Đạo vực. Ba người Diệp Huyên vừa mới xuất hiện, một luồng thần thức khóa chặt họ lại. Ngay sau đó, một ánh kiếm lóe lên, chớp đã có một cái đầu bay thẳng ra ngoài ở cách đó ngàn dặm. Vân Kỳ nhìn Thanh Nhi, thầm nghĩ, cô nàng này giết người kinh thật. Đúng lúc này, đám người Vương Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người họ. Tổng cộng 27 thiên vị cảnh, còn Vương Ngôn thủ lĩnh thì có thực lực trên cả thiên vị cảnh. Vương Ngôn nhìn Thanh Nhi, nên xưng hô với các hạ thế nào? Thanh Nhi liếc nhìn Vương Ngôn, ánh mắt lạnh như băng, chẳng phải các ngươi thích lấy nhiều đánh ít sao? Nào, hôm nay ta sẽ xuất chiến thay anh trai ta, các ngươi có bao nhiêu người ào lên cũng được, một mình ta đánh tất. Nghe thấy vậy, sắc mặt của đám cường giả vương tộc nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng là đang coi thường vương tộc. Một lão già trong đó đột nhiên cười lạnh, khẩu khí của các hạ lớn lối thật, không sợ gió thổi mất lưỡi à. Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, đâm ra một kiếm. Kiếm quang lóe lên. Xoẹt. Đầu của lão già vừa nói bay thẳng ra ngoài. Đám người đều kinh hãi. Giết nhanh như chớp thế luôn. Thanh Nhi lạnh lùng liếc cái đầu mới bay ra ngoài kia, mặt không lộ cảm xúc, yếu xìu, thì bớt to mồm. Đám người. Lúc này, vẻ mặt của Vương Ngôn cầm đầu lập tức vô cùng nghiêm trọng. Vốn dĩ lão ta cho rằng cô gái trước mắt có cảnh giới giống mình, nhưng giờ phút này đối mặt, lão mới chợt nhận ra đối phương mạnh hơn lão rất nhiều. Gặp phải cao thủ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Ngôn trầm giọng cất lời, các hạ, theo ta được biết. Người của cô không chỉ cướp thần vật của vương tộc ta mà còn giết người tộc ta, cô có biết việc này không? Bắt đầu nói lý lẽ cơ à? Thanh Nhi nghe vậy liền nhíu mày, cướp cũng cướp rồi. Giết cũng giết rồi, có vấn đề gì à? Biểu cảm của Vương Ngôn cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyên khẽ kéo ống tay áo của Thanh Nhi, sau đó nói, ta không làm mấy chuyện đó.
Tại bọn họ muốn giết người đoạt bảo, chiếm đạo tinh của ta. Ta. Thanh Nhi nhìn sang Diệp Huyên, huynh không cần giải thích đâu. Đúng sai với ta không hề quan trọng, đừng nói là huynh chưa làm, mà kể cả có làm thì đã sao. Nghe vậy, Diệp Huyên nhất thời cảm thấy xấu hổ. Cũng may tam quan của hắn ngay thẳng, nếu không thì thế giới này nguy rồi. Vân Kỳ ở một bên khẽ liếc cô gái váy trắng, không nói tiếng nào. Lúc này, Vương Ngôn đột nhiên trầm giọng nói, các hạ. Cô gái váy trắng cắt ngang lời Vương Ngôn, đừng thừa lời, cứ bảo cả tộc ngươi lên luôn đi. Nghe vậy, sắc mặt đám cường giả vương tộc ở đây lập tức lạnh lùng hẳn. Đúng là ức hiếp người khác quá đáng. Vương Ngôn đột nhiên cười gằn, nếu các hạ đã cuồng vọng như thế, thì để ta đến lĩnh giáo thử xem. Nói tới đây, lão bỗng nắm chặt tay phải, chỉ chớp mắt, một luồng lực khủng khiếp lập tức ngưng tụ trong tay, giờ phút này, cả đạo vực đều rung chuyển. Giữa đất trời, vô số phù văn kỳ lạ xuất hiện, từng âm thanh cổ xưa kỳ quặc không biết truyền từ nơi nào tới. Thấy vậy, vẻ mặt Vân Kỳ nhất thời nghiêm túc hẳn lên. Đám cường giả vương tộc ở bốn phía nhao nhao lùi nhanh lại, cố cách xa khu trung tâm. Lúc này, Vương Ngôn nhìn về phía Thanh Nhi, gằn giọng, đến đây. Dứt lời, lão đánh một quyền về phía Thanh Nhi. Ngay sau đó, những phù văn kia nhanh chóng tràn về phía Thanh Nhi hệt như nước lũ cuộn trào, giờ phút này, hai người họ đã cách xa không gian đứng lúc trước. Bởi vậy, sức mạnh cuồng bạo vô tận ấy lại không ảnh hưởng chút nào đối với đạo vực. Mà đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên đâm ra một kiếm. Xoẹt! Tất cả mọi người đều nhìn thấy sau khi kiếm đâm ra, sức mạnh khủng khiếp kia lập tức biến mất không còn bóng dáng, cùng lúc đó, mũi kiếm đã đâm thẳng vào giữa trán Vương Ngôn. Giết chết chỉ bằng một kiếm. Nhìn thấy vậy, tất cả đám người có mặt đều ngây ngốc. Vương Ngôn cũng hóa đá tại chỗ, sao, sao có thể? Thanh Nhi khinh thường liếc Vương Ngôn, lắm lời. Dứt lời, nàng mở bàn tay ra, kiếm hành đạo bay trở về trong tay nàng, còn Vương Ngôn thì đều bị xóa sổ. Giết trong chớp mắt. Sắc mặt của đám cường giả vương tộc có mặt lập tức trắng bệch. Tộc trưởng mà còn bị chém trong chớp mắt như thế. Thế thì còn tiếp tục kiểu gì? Thanh Nhi quay lại liếc nhìn đám cường giả vương tộc có mặt, không phải các ngươi thích đánh hội đồng lắm sao? Tới đây, một mình ta đánh tất cả các ngươi. Sắc mặt đám người vô cùng khó coi. Cuồng vọng. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều không hề cảm thấy cô gái trước mặt mình cuồng vọng chút nào. Một lão già đột nhiên đứng ra hô, tế trận. Tế trận. Lời vừa dứt, toàn bộ đạo vực lập tức rung chuyển. Chỉ chốc lát, tất cả các vùng thuộc đạo vực đều có cột sáng phóng thẳng lên trời, chúng hội tụ với nhau giữa tinh không, tiếp theo đó, một cái tinh bàn khổng lồ liền xuất hiện trong tinh không thăm thẳm. Trận pháp phòng hộ. Đối mặt với cô gái váy trắng, bọn họ chỉ có thể sử dụng trận pháp phòng hộ. Đúng lúc này, kiếm hành đạo trong tay Thanh Nhi đột nhiên bay ra. Xoẹt. Trận pháp ở tinh không thăm thẳm kia bỗng nhiên bộc phát ra luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ đạo vực lập tức sôi trào, nhưng ngay sau đó, kiếm lao tới, tất cả thoáng chốc hóa thành hư vô, đồng thời, tinh bản cũng biến mất không để lại dấu vết. Biến mất rồi, nhìn thấy vậy, đám cường giả dương tộc có mặt nhất thời hóa đá tại chỗ như thể vừa bị sét đánh trúng, trận pháp biến mất. Nhoáng cái đã biến mất rồi ư. Bỗng nhiên, một lão già đi ra khỏi đám đông, nhìn thẳng vào Thanh Nhi, báo với đạo giới. Đạo giới. Nghe thấy mệnh lệnh của lão già, một người đàn ông trung niên lập tức lấy ra một lá bùa truyền âm rồi đốt cháy. Thanh Nhi vẫn lẳng lặng đứng im, không có bất cứ động tác gì. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên cất lời, cô nương, bọn chúng muốn gọi cứu viện từ đạo giới. Thanh Nhi liếc Vân Kỳ, thì đã sao? Vân Kỳ chớp mắt, đạo giới, ta biết rồi, đạo giới cũng không đánh lại cô. Vẻ mặt Thanh Nhi vô cùng bình tĩnh, cô thông minh đấy. Vân Kỳ. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên lúc nãy đốt bùa đột nhiên run giọng thông báo, không liên lạc được. Không liên lạc được. Lão già chỉ huy nghe thấy vậy lập tức bày ra vẻ mặt khó coi, sao thế được? Thế là lão ta lại tự mình đốt một lá bùa truyền âm khắc, lát sau, sắc mặt lão lại càng khó coi hơn nữa. Không có bất cứ tín hiệu đáp lại nào.
không ngờ đạo giới lại không hồi âm. Dường như nghĩ tới điều gì đó, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía tinh không thăm thẳm thiên đạo. Thế nhưng vẫn không hề có phản hồi nào hết. Thấy vậy, lão già lập tức gằn giọng cười lạnh, tốt. Tốt lắm, đạo giới, các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì quyết định lúc này của mình. Sau đó, lão nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi có dám chờ một lát không? Thanh Nhi gật đầu, đợi. Lão già quay lại nhìn xuống bên dưới, gọi tổ tông đi. Gọi tổ tông. Nghe thấy vậy, đám cường giả vương tộc có mặt đều nhìn về phía lão già kia, bởi vì gọi tổ tông chính là con át chủ bài của bọn họ. Lão già bỗng giận dữ hét to, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Đám người vội vàng gật đầu, nếu hiện giờ mà còn không gọi tổ tông, vậy thì bọn họ thực sự sẽ bị diệt toàn tộc. Nhoáng cái, trong vương tộc ở bên dưới đột nhiên có khí tức khủng bố phóng thẳng lên trời, sau đó, một luồng sức mạnh thần bí bất chợt tràn ngập khắp đất trời. Lúc này, Vân Kỳ hơi nheo mắt, đây là ngoại trật tự. Diệp Huyên nhìn sang Vân Kỳ liền thấp giọng nói, cũng giống ngươi, ngoại trật tự, nhưng rõ ràng đối phương đã kiến lập thành công rồi. Nói tới đây, nàng ta lặng thinh nhìn về phía Thanh Nhi. Lúc này, lão già kia cứ nhìn chằm chằm Thanh Nhi, lão tổ ta mời tới rồi. Ngươi buộc phải chết. Thanh Nhi liếc lão ta, ôi ta sợ ghê cơ. Lão già. Ngông cuồng. Lão già tức giận nhìn Thanh Nhi, ngu dốt, ngông cuồng, ngươi. Thanh Nhi chém một kiếm. Xoẹt. Lão già lập tức bị phân thây, sức mạnh khủng bố nhoáng cái đã xóa sổ lão ta. Đám người. Thanh Nhi vẫn rất bình tĩnh, lắm lời. Nói rồi, nàng nhìn về phía xa, không gian nơi đó đã nứt, và một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, đám cường giả vương tộc có mặt vội vàng cung kính hành lễ, cất giọng run run, tham kiến tổ tông. Tham kiến tổ tông. Người đang đi tới chính là tổ tông của vương tộc. Người đàn ông trung niên không nhìn đám người kia mà ánh mắt hướng thẳng về phía Thanh Nhi, trong ánh mắt ông ta nhìn nàng thoáng lộ vẻ mờ mịt, tại sao ta không nhìn thấu được ngươi? Không nhìn thấu. Đám người có mặt nghe thấy vậy liền ngây ngốc. Thanh Nhi liếc người đàn ông trung niên, thế mà còn không hiểu. Vì ngươi quá yếu. Quá yếu. Nàng vừa dứt lời, đám cường giả vương tộc có mặt lập tức tức giận phừng phừng. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ngươi rất mạnh. Thanh Nhi khinh khỉnh cất lời, rất mạnh. Nói vô địch còn là khiêm tốn đấy. Hiểu chứ? Nói rồi, nàng chém ra một kiếm. Kiếm vừa chém ra. Đồng tử của người đàn ông trung niên lập tức co nhỏ, ông ta mở tay ra, chỉ chớp mắt trong lòng bàn tay đã ngưng tụ vô số đại đạo hệt như thủy triều. Giờ phút này, hàng nghìn hàng vạn luồng lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng ảo tới. Chỉ mỗi khí tức thôi cũng đủ khiến đám người có mặt tuyệt vọng. Vân Kỳ bên cạnh Diệp Huyên lộ ra vẻ mặt nặng nề trước giờ chưa từng có. Nàng ta chỉ từng nghe nói đến tổ tông của vương tộc chứ không biết thực lực của đối phương rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Giờ phút này, vừa nhìn thấy đối phương xuất thủ, nàng ta mới nhận ra rằng không ngờ ông ta lại mạnh đến mức này rồi. Quá đáng sợ. Mà đúng lúc này, kiếm hành đạo đã phá hủy hết thảy sức mạnh kia. Trong ánh nhìn của đám người, kiếm hành đạo tiến quân thần tốc đâm thẳng vào lòng bàn tay người đàn ông, tiếp đó lại chui theo bàn tay vào trong cơ thể ông ta. Phập. Trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, người đàn ông trung niên đã bị thanh kiếm ghim ngay tại chỗ. Tất thảy sức mạnh vừa nãy đều tan thành mây khói, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Đám cường giả vương tộc hệt như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Tổ tông của họ ngủm rồi. Cứ thế mà bay màu ư. Cường giả vương tộc đều tuyệt vọng tột độ. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn Thanh Nhi, rốt cuộc ngươi là ai? Trong giọng nói của ông ta cũng lộ rõ sự khó tin. Cả đời này ông ta mới chỉ từng gặp một người có thực lực đáng gờm tới vậy, đó chính là chủ nhân của bút đại đạo. Ngoài chủ nhân bút đại đạo ra thì vẫn còn vài cường giả tối cao khác, nhưng những người mà ông ta biết đều không thể nào mạnh đến mức này. Thanh Nhi nhìn người đàn ông trung niên biết vì sao ta không xóa sổ ngươi ngay không? Vì ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến vương tộc diệt vong. Nói rồi, nàng mở tay ra, kiếm đột nhiên bay lên khoảng không bên trên vương tộc.
kiếm thế cường đại lập tức khóa chặt tất cả người của vương tộc lại. Người đàn ông trung niên nhìn Thanh Nhi, tại sao? Thanh Nhi đương muốn cất lời thì Diệp Huyên đã nói trước, để ta nói đi. Cũng nên để mọi người biết về tiền căn hậu quả trong chuyện này rồi. Khi trước ta không nói là vì ta muốn nói lý lẽ với các ngươi, nhưng các ngươi lại cứ muốn dùng nắm đấm. Hiện giờ nếu các ngươi đã muốn biết nguyên nhân, vậy thì ta sẽ nói sơ sơ. Nói rồi, hắn kể rõ một lượt mọi chuyện. Nghe thấy vậy, sắc mặt của đám cường giả vương tộc nơi này lập tức khó coi vô cùng. Chợ đêm. Ở nơi đó quả thật có sản nghiệp của vương tộc, hơn nữa hàng năm đều mang lại lợi nhuận không hề nhỏ cho cả gia tộc. Mà bọn họ lại không ngờ lần này vương tộc gặp đại họa là do vương tộc muốn chiếm của hời. Nghĩ tới đây, sắc mặt đám cường giả vương tộc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, vương tộc chúng tôi bằng lòng bồi thường tổn thất cho cậu, coi như hòa giải rồi nhé. Diệp Huyên lắc đầu, không được, bởi vì nếu diệt vương tộc thì tất thảy mọi thứ của vương tộc sẽ là của ta. Người đàn ông trung niên im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, mục đích ban đầu của vương tộc các ông chính là muốn giết ta. Tại đạo hội, các ông muốn giết ta, rời khỏi đạo hội rồi mà các ông còn ôm suy nghĩ đó, cho đến khi chúng ta tới tận nơi này, các ông vẫn muốn giết ta. Nếu không phải có em gái ta thì ta còn chẳng có cơ hội đứng đây nói lý lẽ. Thế nên, nói rồi, hắn quay đầu nhìn Thanh Nhi, giết. Thanh Nhi khẽ ấn tay phải xuống dưới. Kiếm hành đạo chém xuống. Ầm. Trong thoáng chốc, cả vương tộc cứ thế bị xóa bỏ. Giờ phút này, đám cường giả vương tộc có mặt cũng bị kiếm khí chém chết, chỉ còn lại mỗi mình người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên thấy vương tộc bị diệt sạch nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, ông ta khẽ lắc đầu, không nói gì nữa, thân hình từng chút mở dần. Thanh Nhi mở bàn tay ra, đột nhiên, mấy vạn tia kiếm khí từ bên dưới phóng thẳng lên trời, trong thoáng chốc, tất cả kiếm khí kia đã bay đến trước mặt Diệp Huyên, mỗi tia đều mang theo một chiếc nhẫn không gian. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt Phân Kỳ lập tức lộ vẻ háo hức. Diệp Huyên cũng sửng sốt tột độ, quả nhiên Thanh Nhi vẫn là người hiểu hắn nhất. Diệp Huyên nhếch môi cười, sau đó thu tất cả nhẫn không gian lại. Thanh Nhi lên tiếng, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau đó, hai huynh muội họ đi về phía xa. Bỗng nhiên Thanh Nhi quay đầu liếc nhìn Vân Kỳ, đừng đi theo. Mặt Vân Kỳ đầy vạch đen. Vân Kỳ cứ như vậy nhìn Diệp Huyên và Thanh Nhi khuất bóng ở tít đằng xa, sau đó quay lại nhìn khung cảnh nơi này, lắc đầu thở dài. Hết rồi. Một phương tộc khủng bố đáng sợ, vậy mà đã kết thúc. Hơn nữa lần này đạo môn lại không ra mặt tương trợ. Đạo môn. Nghĩ đến thế lực đáng gờm đó, Vân Kỳ liền nhíu mày, thầm nghĩ tại sao cánh cửa này chưa từng xuất hiện nhỉ? Đạo môn. Giờ phút này, đạo thần nhìn quyển trục trước mặt, im lặng không nói chẳng rằng. Vương tộc không còn nữa. Đây là tin tức nàng ta mới nhận được. Một đại tộc siêu cấp hoành tráng, chẳng ngờ lại dễ dàng biến mất khỏi thế gian này như vậy. Giờ phút này, trong lòng nàng ta vô cùng run sợ. Người ra tay lần này không phải cô em gái lúc trước của Diệp Huyên, mà là một cô gái khác mặc váy trắng. Diệp Huyên kia rốt cuộc có bao nhiêu em gái vậy? Đạo thần chậm rãi nhắm mắt lại. Sắc mặt của Mộng Nguyên ở bên cạnh nàng ta cũng vô cùng nghiêm túc. Lúc biết vương tộc bị diệt, nàng ta cũng sợ đến ngây người. Đấy chính là vương tộc đó. Là tộc có gốc gác hơn triệu năm, thực lực mạnh. Đến cả đạo giới cũng không thể nào chống lại được. Vậy mà giờ lại bị một người tiêu diệt chỉ bằng một chiêu kiếm. Còn là cả tộc bị giết. Nếu cô gái kia tới đạo giới. Mộng Nguyên không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này, đạo thần bỗng cất lời, đừng trêu chọc Kháo Sơn Vương kia nữa. Không, nếu người của đạo giới ta mà gặp hắn thì nhất định phải nể mặt. Kháo Sơn Vương. Giờ phút này. Bọn họ mới hiểu thấu ý nghĩa của biệt hiệu Kháo Sơn Vương kia. Không thể chọc vào. Giữa tinh không, Thanh Nhi và Diệp Huyên chậm rãi bước đi. Thanh Nhi vẫn mặc bộ váy trắng như cũ, tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp dạng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 237.